kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình D-Insight của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, chương trình phân tích chuyên sâu cùng với các chuyên gia. Chương trình phân tích chuyên sâu về các kênh đầu tư và các loại tài sản đầu tư. Thì hôm nay chương trình của chúng tôi có chủ đề đó là sự chuyển dịch của chuỗi giá trị từ Trung Quốc và Việt Nam có phải là điểm đến. Trước tiên thì khi mà đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu các panelist ngày hôm nay. Rất là may mắn đó là hôm nay được có sự góp mặt của anh Nguyễn Tú Anh. Của anh Nguyễn Tú Anh đó là vụ trưởng phụ trách của vụ kinh tế tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương. Và ngoài ra thì gồm có các panel của chúng tôi rất là quen thuộc rồi. Đó là anh Nguyễn Tuấn Anh, Director của Asset Management của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Thứ hai đó là anh Đinh Quang Thinh, đến từ phòng Research của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và thứ ba là anh Hoàng Anh Tuấn, đến từ phòng Bewell của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay. Trước khi vào chủ đề thì tôi sẽ nói qua về các bức tranh trong chủ đề ngày hôm nay, gồm có 3 bức tranh chính. Thứ nhất đó là cập nhật tình hình những điểm nhấn trong thị trường tuần vừa qua. Thứ hai đó là chuỗi chuyển dịch từ Trung Quốc và Việt Nam có phải là điểm đến. Thứ ba đó là định hướng cho nhà đầu tư. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần 1, đó là cập nhật tình hình những điểm nhấn trong tuần vừa qua. Thì hãy cùng trả lời câu hỏi đó là những câu chuyện nhà đầu tư cần chú ý trong tuần vừa qua là gì. Thì xin phép mời anh Kim được không ạ? Thì trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì ghi nhận một tuần tăng điểm tương đối là tích cực với chỉ số VN Index thì ghi nhận tăng 3%. Thì tâm điểm trong tuần vừa qua thì theo quan điểm cá nhân tôi thì đó là cái việc mà các cái quỹ ETF nội họ tiếp tục thu hút được dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngoại, như là quỹ đặc biệt là cái chứng chỉ quỹ PFM VN Diamond thì đã thu hút được gần 190 tỷ mua dòng của khối ngoại. Thì việc mà các cái quỹ ETF nội họ hút được vốn trên thị trường thì nó thúc đẩy cái nhu cầu đối với các cái cổ phiếu vốn hóa lớn và giúp các cái chỉ số chứng khoán của Việt Nam tăng điểm. Thì trong tuần vừa qua thì có khá nhiều những cái ngành ghi nhận tăng trưởng tương đối mạnh, ví dụ như là ngành ngân hàng, bất động sản, ngành thép và ngành bán lẻ. Ngoài ra thì trong tuần vừa qua có một điểm nổi bật nữa, đấy là cái phiên giao dịch phái sinh thì có cái biến động rất là mạnh, là cái phiên đáo hạn phái sinh vào ngày của tháng 5, cái phiên ngày thứ 5 tuần vừa rồi, thì nó cũng là một cái phiên mà các cái mức điểm của phái sinh nó được đẩy rất là mạnh và nhanh trong cái phiên không phải cuối phiên, thì nó cũng là một cái điểm là cũng trong tuần vừa qua. Vậy thì trong thời gian tới thì có dự báo gì cho nhà đầu tư không ạ? Anh có dự báo gì? Hiện tại thì thị trường từ cái mức thiết lập cái mức đáy 600 khoảng 660 điểm thì thị trường đã chứng kiến cái đà hồi phục tương đối là tức rất là mạnh rồi, nên khoảng hiện tại là thị trường nó dao động quanh khoảng 860 điểm. Thì theo quan điểm cá nhân tôi nhận định thì cái vùng 860 đến vùng 900 điểm nó là cái vùng mà cái lực chốt lời của nhà đầu tư nó sẽ tương đối là mạnh. Do vậy là cái nhịp, tôi nghĩ là cái nhịp tăng hiện tại là nó sẽ yếu, và nhà đầu tư nên cân nhắc là cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà thị trường đang bắt đầu xuất hiện cái rủi ro ngắn hạn rồi, thì nhà đầu tư nên có thể chốt lời một phần danh mục của mình để bảo vệ cái thanh quả của cái đợt phục hồi mạnh trên thị trường. Rất cảm ơn anh. Tại vì đó là những cái điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là sự chuyển dịch chuỗi giá trị từ Trung Quốc và Việt Nam có phải là điểm đến. Thì trước tiên đi vào phần này thì có thể thấy đó là trong thời gian vừa rồi thì Covid-19 đã làm gián đoạn cái chuỗi sản xuất toàn cầu. Thì như con số tôi có chiếu ở đây đó là ở Việt Nam thì có thể như là mọi người đang dần lãng quên cái Covid-19 đó, coi như là không còn lo lắng nữa. Nhưng mà trên thế giới thì trong thời gian vừa qua thì đã có diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà cũng có xu hướng là giảm bớt rồi. Và cái Covid-19 thì đã làm gián đoạn cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và giao thương thì đóng cửa,
những cái có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là việc đi lại dễ dàng ở trên thế giới và di chuyển không biên giới thì đã góp một phần làm cho dịch bệnh lây lan khá là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong cái quá trình đó thì giao thông đóng cửa, các nước thì đóng cửa biên giới, các bến cảng hay là các sân bay đều bị đóng cửa cả. Lực lượng lao động thì ốm yếu, các nhà máy sản xuất thì đóng cửa hay là thiếu nguyên vật liệu, và chuỗi cung ứng cũng bị phá vỡ trong thời kỳ này. Và ngoài ra thì nhu cầu sử dụng các mặt hàng tiêu dùng của người dân thì cũng bị gián đoạn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì đại dịch Covid-19 bùng phát thì khiến cho đã phơi bày một cái sự thật là các nước trên thế giới đã phụ thuộc vào Trung Quốc quá là nhiều. Và điển hình là cái nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ đã phụ thuộc vào nguồn dược liệu hay là vật liệu y tế, cho thấy điểm rõ là điểm yếu và sơ hở của họ không thể cứu vãn được trong đời này. Và đây là một vài con số về sử dụng các mặt hàng bán lẻ. Và chúng ta thấy là Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại, thì có Việt Nam và Mexico. Và ngoài ra thì năm 2018 thì chúng ta thấy là Việt Nam là thuộc trong top 20 nước thu hút chỉ số FDI nhiều nhất thế giới. Và Mỹ đã hút mạnh FDI sau đạo luật giảm thuế của Tổng thống Trump vào năm 2017, và các công ty Mỹ đều chuyển tiền về. Vậy thì đi vào bức tranh chính để các panel của chúng ta có thể trao đổi ngày hôm nay, đó là trả lời cho 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là xu hướng hiện tại sự chuyển dịch từ các chuỗi giá trị Trung Quốc đang diễn ra như thế nào, và xu hướng trong thời gian tới sự chuyển dịch của chuỗi giá trị sẽ diễn biến ra sao? Thì xin mời các panel cùng thảo luận. Xin mời anh Tú Anh thì chia sẻ một chút ạ. Xin chào quý vị. Tôi cũng xin được chia sẻ một số cái suy nghĩ của tôi về cái việc chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu vào cái thời điểm hiện nay. Thực ra thì trước khi có Covid thì chúng ta cũng đã nói về câu chuyện này rồi, đúng không ạ? Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng là chính là một cái cú hích để là thúc đẩy cái chuỗi giá trị đang dịch chuyển dần. Nhưng Covid-19 nó cũng làm cho cái quá trình đấy có vẻ như là đang dịch chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc cũng không phải là một cái quá trình dễ dàng. Bởi vì không ai có thể bác bỏ được là thị trường Trung Quốc là một thị trường vô cùng rộng lớn và vô cùng hấp dẫn. Và nếu mà bỏ ra khỏi Trung Quốc thì đấy là một trong những cái thiệt hại ngay cả đối với những nhà sản xuất ở bên đấy, đúng không? Tuy nhiên trước cái hiện nay thì dịch Covid nó cho thấy, như bạn dẫn chương trình vừa nói đấy, thì là chúng ta sẽ thấy là nó bộc lộ lên những vấn đề về yếu hiệp về an ninh kinh tế của đối với các nước, ví dụ như vấn đề là sản xuất các cái trang thiết bị y tế, sản xuất dược liệu, đúng không ạ, và sản xuất những thiết yếu, kể cả ngay nói cái khẩu trang mà người ta không sản xuất ở đấy, và cuối cùng họ không có khẩu trang là có thể ảnh hưởng đến mạng sống của con người, đúng không ạ, và nó bị đứt từ nguồn cung đấy, có thể gây lên thành những cái cuộc chiến giữa các quốc gia để tranh giành khẩu trang. Chúng ta sẽ thấy kể cả đấy, nó giống như chúng ta có câu chuyện của chúng ta ngày xưa, chuyện về thạch sùng thiếu nồi ra, đúng không ạ, đấy, thì như vậy. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái chuyện là vậy thì cái xu hướng nó đang dịch chuyển dòng đầu tư ra khỏi Trung Quốc, gọi là các chuỗi cung. Thì theo tôi ấy, cái chuyện dòng dịch chuyển của cung ứng thì nó không gọi là có hai cái xu hướng người ta đang bàn ở đây, là rời bỏ Trung Quốc hay là dịch chuyển hay là Trung Quốc cộng. Nếu mà rời bỏ hẳn Trung Quốc thì là một cái hoàn toàn khác, đúng không ạ, và Trung Quốc cộng là một cái mà chúng ta xưa nay nói, đúng không? Tức là vẫn ở Trung Quốc để khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng mà cộng thêm vào các nước xung quanh để giảm bớt cái sự phụ thuộc. Thì tôi thấy rằng là đứng trên góc độ phân tích về lợi ích kinh tế và tất cả những cái quyết định về mặt kinh tế, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chiến lược Trung Quốc cộng là hợp lý hơn đối với các nhà đầu tư, đúng không ạ? Nhưng mà đối với các nhà chính trị thì tôi thấy cả đặc biệt như Thủ tướng Nhật AB, đúng không ạ, có rất nhiều phát biểu, thậm chí chi đến 2,2 tỷ đô, đúng không, để hỗ trợ các doanh nghiệp rời ra khỏi Trung Quốc. Người ta đang nói rời khỏi Trung Quốc chứ không phải là Trung Quốc cộng nữa. Đấy là một trong cái mà chúng ta cũng đang cần phải theo dõi. Thì như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là xu hướng Trung Quốc cộng hay là xu hướng dịch ra khỏi Trung Quốc thì nó cũng sẽ có một cái tác động đến những nước xung quanh như Việt Nam,
và những nước khác, đúng không? Tức là chuỗi đời, chuỗi cung ứng sẽ có, nó nảy ra ở bên cạnh Trung Quốc chứ không chỉ phụ thuộc vào Trung Quốc nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ là bàn đến một cái câu chuyện là vậy thì khi một nhà đầu tư, một TNC đang đầu tư, đang làm ăn ở Trung Quốc, khi họ muốn dịch chuyển ra bên ngoài thì chúng ta sẽ phải hỏi là họ muốn gì, họ cần những cái điều gì, đúng không ạ? Khi họ cần điều gì thì họ mới tính đến là gì, ta mới thấy là ta có cái họ cần hay không. Thì sau đấy ta mới nghĩ đến là thì như vậy ta có cái họ cần. Thì tôi thấy nhiều người cũng bàn là Việt Nam có lợi thế, tôi cũng chưa thấy cái lợi thế gì một cách rõ ràng, đúng không ạ? Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái khi mà tôi suy nghĩ trên một cái góc độ của một nhà đầu tư thì tôi sẽ nhìn thấy là khi tôi dịch chuyển ra, tức là tôi làm chiến lược Trung Quốc cộng hoặc là tôi ra hẳn, thì đều có một trong những cái rất là quan trọng là tôi không làm cái quá trình dịch chuyển đấy nó gây cú sốc cho cái chuỗi cung ứng của tôi, đúng không? Tức là nếu tôi dịch chuyển mà tôi bị đứt quá trình cung ứng khoảng 5-6 tháng thì coi như là cũng là một cái chi phí rất là lớn, đúng không ạ? Thì như vậy đấy là cái yêu cầu đầu tiên là cái quá trình chuyển dịch phải smooth. Cái smooth là cái đầu tiên người ta cần tính đến. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu rủi ro trong quá trình dịch chuyển, tức là tôi dịch chuyển sang đây tôi phải đánh giá được cái rủi ro ở nơi tôi đến, cái rủi ro đấy liệu có cao không, liệu có đáp ứng những yêu cầu của tôi hay không. Tất cả hai là dịch chuyển đấy rồi tôi lại phải dịch chuyển đi chỗ khác, đúng không? Thì như vậy là cái đánh giá rủi ro là cái vô cùng quan trọng. Thứ ba là triển vọng phát triển bền vững ở cái khu vực đấy, đúng không? Và triển cái thứ tư là nó không làm tăng chi phí quá mức. Đó, có thể là có tăng trong giai đoạn đầu nhưng không bị tăng chi phí quá mức. Thì tôi nghĩ là cái để dịch chuyển smooth thì những nước bên cạnh Trung Quốc là nước lợi thế, tức là người ta sẽ dịch chuyển từng bước dần, đúng không? Và nếu mà dần dần tôi vẫn sử dụng được cái chuỗi cung ứng ở bên Trung Quốc và tôi sẽ dịch chuyển dần sang ở nước, thì như vậy đấy là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta nói về lợi thế là bởi vì chúng ta ở cạnh Trung Quốc và chúng ta rất gần cái trung tâm ở Quảng Đông, là nơi cung ứng hầu như tất cả mọi thứ hàng manufacturing ở Trung Quốc. Thì như vậy đấy là một trong những ta nói về lợi thế, đúng không? Cái thứ hai là giảm thiểu rủi ro trong dịch chuyển, đúng không? Thì rủi ro dịch chuyển thì người ta cũng nhìn thấy là Việt Nam là một cái nước mà thứ nhất là triển vọng kinh tế nó xưa nay từ 30 năm nay tăng trưởng nó rất là đều đặn và thậm chí cao. Vĩ mô thì hiện nay là mọi thứ là đang ổn định và hầu như là trong trung hạn là chưa thấy cái rủi ro gì, đúng không? Và về có một cái điểm yếu là cơ sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng thì đang cố gắng để khắc phục, đúng không? Và tất cả những cái đấy thì những cái lợi thế đấy thì tôi nghĩ là rủi ro thì đối với Việt Nam và so với các nước xung quanh thì Việt Nam là ít rủi ro hơn. Ta có rủi ro nhưng tất nhiên ta phải so sánh với nước khác, thì tôi nghĩ là cái chúng ta so sánh vào Canada thì chúng ta sẽ thấy là so với Indonesia, Việt Nam tôi nghĩ là ít rủi ro hơn, đúng không? Vì về qua chúng ta chỉ cần nhìn ngược lại cái dữ liệu về vĩ mô và tất cả những cái vấn đề về xã hội của Indonesia, chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề về Indonesia là sẽ rủi ro hơn ở Việt Nam, đúng không? Và so với các nước như ở Thái Lan thì chi phí có thể họ sẽ cao hơn, đúng không? Tôi sẽ nói vấn đề về Ấn Độ sau, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái rủi ro khi di chuyển sang Việt Nam thì chúng ta cũng cảm thấy là ta có vẻ như ta có lợi thế so sánh để cạnh tranh, đúng không? Một trong những cái nữa thì cái điểm vậy thì chúng ta có lợi thế so sánh trong những ngành nào, bởi vì có những cái ngành mà chúng ta sẽ hoàn toàn không có năng lực so sánh, đúng không ạ? Và rõ ràng nếu tôi di chuyển thì tôi sẽ rất muốn di chuyển vào những cái nơi mà ở cái khu vực đấy người ta đang phát triển rất mạnh, rất tốt cái ngành này. Ví dụ người ta nói di chuyển về dược liệu, di chuyển về thiết bị y tế thì người ta đang nói về đâu ạ? Người ta đang nói về Trung Đông, về Jordan, về Ai Cập. Đấy là hai trung tâm mà các cái tập đoàn TNC chuyên sản xuất về thuốc, dược phẩm và tất cả đấy là nó đang tập trung ở đấy. Và chi phí ở đấy cũng đang là rẻ. Và đó là những cái nơi mà thì chúng ta đang cảm thấy chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh để thu hút được về đấy, đúng không? Vì nếu chúng ta chưa có. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta sẽ có một cái bài bài học từ Samsung. Một doanh nghiệp có thể xây dựng nên một ngành công nghiệp. Chúng ta nói trước khi Samsung đến, chúng ta nói về ngành điện tử chúng ta, có lẽ chúng ta đều cười, đúng không? Vì chúng ta không có gì về để phát triển ngành điện tử, về ngành sản xuất điện thoại di động và kể cả các cái gọi là ITC. ITC thì chúng ta có cái viễn thông thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà Samsung và LG đổ vào đây với một quy mô vô cùng lớn như chúng ta chứng kiến như hiện nay thì chúng ta sẽ thấy nó hình thành nên cả một cái ngành công nghiệp của Việt Nam. Và đấy, cái chiến lược đấy là một chiến lược nhảy vọt. Giúp cho nếu mà bình thường ấy, tôi nói về vĩ mô một chút, tức là khi một cái chiến lược mà phát triển của một nền kinh tế ấy, thì thông thường ấy, nó từng bước là nhảy, như chúng ta phát triển từ một cái ngành này
từ ngành này bắt đầu nó có những cái link sang cái ngành gần gũi với nó, thì bắt đầu chúng ta sẽ phát triển cái ngành gần gũi như kiểu cái vết dầu loang ấy. Nó đi đến đâu thì nó loang, bắt đầu là chúng ta sẽ nhảy đến ngành này. Nhưng mà từng bước như thế nó sẽ rất là chậm chúng ta, bởi vì chúng ta có rất ít. Và nếu chúng ta chứng kiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thử xem cái tính đa dạng cái hàng hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam ta có không? Hầu như chúng ta không có, đúng không? Và cái tính đa dạng không có nên cái thị trường nó có, nó cứ lên, khi nó lên là nó lên đồng điệu mà xuống thì xuống đồng điệu. Bởi vì mà lên nhiều xuống nhiều là tôi nghĩ, tôi thì tôi nhìn thấy là bởi vì nếu chúng ta có đa dạng hàng hóa, đa dạng ngành nghề thì ngành này xuống ngành kia lên thì nó tôi chuyển từ ngành này sang ngành kia, thì như vậy là cổ phiếu này xuống thì có cổ phiếu kia lên nó đỡ lại. Nhưng chúng ta tính đa dạng nó không có, chúng ta đa dạng không có thì như vậy chính vì là khi nào lên là lên đồng loạt mà xuống thì lại kéo xuống nhau, kéo đồng loạt, nên nó không có cái sự thay đổi. Mà và chính là nhiều khi chúng ta lại thấy là tại sao thanh khoản thị trường như thế, thanh khoản không có, vì thanh khoản muốn có là tôi muốn đổi từ cổ phiếu này sang cổ phiếu kia, tức là tôi phải có cái lựa chọn thứ hai. Nhưng ở đây tôi bán thì tôi không biết là tôi bán rồi tôi sẽ mua cái gì ở đây, đúng không? Như vậy ở đây là vấn đề về đa dạng của ngành nghề, của hàng hóa. Khi nền kinh tế ta đang phát triển ở cái mức, ở cái tốc độ, ở cái trình độ như hiện nay là đang thấp, thì tính đa dạng hàng hóa là thấp. Và tính đa dạng thấp thì cái cơ hội tăng trưởng của chúng ta là vẫn có. Chúng ta muốn tăng trưởng được, muốn phát triển được, chúng ta phải đa dạng hàng hóa, đa dạng những cái ngành nghề chúng ta có. Và nếu mà chúng ta hút được những cái ông mà chúng ta chưa bao giờ sản xuất ở Việt Nam và ông rất to, ông đến đây phát tự nhiên tạo ra một cái ngành công nghiệp như ông Samsung à, tôi nghĩ đấy là một bước đột phá mà một thành tựu mới, biết đâu chúng ta có cái đấy. Thì nhưng mà cái đấy là một cái hy vọng, nhưng hy vọng đấy thì thôi thì phải chờ. Nhưng mà cái thứ hai, cái mà tôi nghĩ là hiện thực hơn là đấy là những ngành mà chúng ta được chứng minh là chúng ta có lợi thế so sánh, chúng ta có năng lực cạnh tranh thực sự. Mà hiện nay nó nổi bật thứ nhất là ngành điện tử. Điện tử chúng ta thấy là gì, xuất khẩu vào Mỹ và Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm là tăng 10% và 5,7%, tôi không nhớ rõ đây, nhưng mà nó tăng khá mạnh trong cái thời điểm hiện nay. Mà nói là chủ yếu dẫn dắt là của cái ngành điện tử và ngành thiết bị máy móc phụ tùng và những cái ngành về điện thoại đấy. Như vậy rõ ràng là trong khi cả thế giới bị thụt giảm thì chúng ta đã xuất khẩu rất mạnh những cái thứ đấy. Và cái thứ hai là nó thể hiện được là chúng ta cũng rất là linh hoạt, khi mà rất nguồn cung từ Trung Quốc chúng ta lại tăng nhập khẩu rất nhiều từ Đài Loan và Hàn Quốc, để mà thấy rằng đấy là cái sự trưởng thành của cái ngành này. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam ấy, thì đấy là những cái ngành mà chúng ta có thể hy vọng nhất, là nhiều nhà ví dụ như chúng ta có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, đúng không, như chúng ta thấy là Apple sẽ sản xuất tại Việt Nam, đúng không? Vì đấy là ngành chúng ta có lợi thế, chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất được cái đấy. Hoặc là gì, Google sản xuất ở Việt Nam và tất cả những ngành liên quan này. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta đi sâu vào đấy, khai thác được một quy mô, nếu mà trở thành như thế thì Việt Nam trở thành một cái cứ điểm sản xuất về các cái thiết bị điện tử trên thế giới, thì cũng là một cái cơ hội rất lớn cho đất nước ta nó bứt phá lên, đúng không? Thì như vậy đấy là cái mà tôi nghĩ là về ngành thì chúng ta hy vọng là sẽ có những cái ngành mà chúng ta có lợi thế. Tất nhiên những cái ngành lợi thế mà như giày dép dệt may thì chúng ta vẫn có rồi từ xưa đến giờ rồi, nhưng mà tôi đang nói một cái ngành mới nó hiện nay. Và cái điểm trước tôi có nói là biết đâu là có những cái ngành mà chúng ta không nghĩ đến, là chúng ta không có, thì tự nhiên họ đến và xây dựng lên thành một cái ngành công nghiệp cho chúng ta, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ vậy thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Trung Quốc nó quá rộng lớn, nó có đầy đủ các ngành, mà có những ngành chúng ta hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh gì cả, chúng ta không thể thu hút được những cái ngành đấy, đúng không? Hoặc là chúng ta chỉ hy vọng là nhà đầu tư của họ nghĩ theo một cái cách gì đấy, họ xây dựng hẳn cả một cái cụm cứ điểm từ đầu đến chân để sản xuất ở Việt Nam, thì cái đấy thì chúng ta hy vọng thôi. Chứ còn để nếu mà để tính toán để dựa vào đấy thì tôi nghĩ là nó không chắc chắn, điều không chắc chắn là sẽ cao. Tuy nhiên vì sao chúng ta lại có cái hy vọng đấy, là chúng ta sẽ thấy rằng là bởi vì chúng ta có lợi thế khá lớn đối với nước khác. Ở Việt Nam chúng ta chỉ thua lợi thế với Ấn Độ, tức là quy mô chúng ta kém hơn Ấn Độ, lao động chúng ta kém hơn Ấn Độ, tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta lợi thế hơn Ấn Độ rất nhiều ở cái chỗ chúng ta ở rất gần Trung Quốc và ở những nước Đông Nam Á ở đây, trong chuỗi cung ứng chung ở khu vực này. Đấy điểm thứ nhất. Nhưng điểm cốt tử thứ hai, Ấn Độ sẽ là một đối thủ cạnh tranh chiến lược đối với Mỹ và những nước khác. Bởi vì trên thế giới này chỉ có hai nước có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với Mỹ là Ấn Độ và Trung Quốc. Vì cái điều đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy trên lý thuyết kinh tế, đúng không ạ? Chúng ta thấy lên trên lý thuyết kinh tế là gọi là conversion economic growth, tức là tăng trưởng kinh tế nó sẽ dần dần nó hội tụ về ở những cái nước có tăng trưởng cao, dần dần nó sẽ
những nước có thu nhập cao tăng trưởng nó sẽ giảm dần, và nước thấp nó sẽ và dần dần thì thu nhập bình quân đầu người của các nước nó sẽ hội tụ dần dần như nhau, đúng không? Đấy là cái lý thuyết kinh tế gì đấy. Và nếu mà với quy mô dân số như Ấn Độ mà khi mà thu nhập bình quân đầu người hội tụ về như của Mỹ thì nó sẽ tăng gấp, nó phải gấp ba lần quy mô GDP của Mỹ, và như vậy nó đủ sức đe dọa. Vì sao Mỹ lại phải chặn Trung Quốc? Bởi vì quy mô và khi mà thu nhập bình quân đầu người trên đang còn rất thấp như ở Trung Quốc so với Mỹ thì tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc nó sẽ cao hơn ở Mỹ. Khi Mỹ đạt đến là một cái ngưỡng là gọi là tốc độ tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào TFP, tức là nhân tố năng suất nhân tố tổng hợp, đúng không ạ? Còn như Trung Quốc thì nó vẫn còn dựa với thu nhập đang còn thấp thì tăng trưởng ngoài năng suất nhân tố tổng hợp ra họ có một cái gì ạ? Còn có là nhờ quy mô càng lớn thì họ sẽ đạt được càng lớn. Cái thứ hai nữa là khai thác thêm năng suất của capital và năng suất của labor. Đó. Thì tất cả những cái đấy nó sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng của những nước như Trung Quốc đang hiện nay tốc độ sẽ luôn luôn cao hơn ở Mỹ nếu mà cứ không có, tức là cạnh tranh một cách thị trường bình thường thì Trung Quốc kiểu gì cũng sẽ vượt Mỹ và vượt xa Mỹ bởi vì quy mô dân số họ cao hơn. Còn nếu mà thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc khi nào bằng Mỹ thì tôi nghĩ là sẽ khó, đúng không? Nhưng mà quy mô thì nó sẽ lớn hơn. Và điều cái thứ hai là Ấn Độ cũng sẽ thế. Và khi quy mô lớn hơn thì chúng ta sẽ thấy với một đất nước quy mô GDP lớn hơn thì thu ngân sách sẽ lớn hơn, thu ngân sách lớn hơn thì tiềm lực của sức mạnh của đất nước nó sẽ lớn hơn và tất cả mọi thứ nó sẽ đe dọa lẫn nhau. Thì tôi nghĩ là như vậy, về mặt chiến lược Ấn Độ cũng là một cái mà về mặt lâu dài thì tôi nghĩ là Ấn Độ cũng sẽ là một đối thủ chiến lược đối với Mỹ. Thì chỉ có mỗi Việt Nam là chả bao giờ đe dọa được Mỹ cả, nên là tôi nghĩ là Mỹ thấy là ở Việt Nam đấy là một cái lợi thế. Thì tôi nói qua về một số như thế thì dù được. Thì ở đây thì tôi cũng góc nhìn nó một đóng góp thêm một chút góc nhìn bên cạnh góc nhìn rất là sâu của anh Tú Anh đâu, thì tiền viên mở giúp slide. Ok, thì ở đây thì đang mình sẽ nói qua là vì sao, em quay lại một chút là vì sao Trung Quốc để trở thành một cái chuỗi giá trị đứng được trong một chuỗi giá trị toàn cầu đó, nguyên nhân vì sao, và từ đó chúng ta sẽ tìm ra là khi đó thì Việt Nam sẽ nằm ở đâu nếu như mà cái quá trình mới quay trở lại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến cái vấn đề là nếu như giả sử chúng ta so sánh câu chuyện của Mexico và Trung Quốc năm 1998 thì hai đất nước này cùng, nếu như chúng ta cùng so sánh ở một cái gọi là, vì hiện nay rất nhiều người nói đến câu chuyện là nhân công giá rẻ, thì chúng ta cùng quay lại câu chuyện nhân công giá rẻ của Trung Quốc, của Mexico năm 1997. Thì cái thị phần của Mexico và của Trung Quốc vào Mỹ, thị phần may mặc, thì thường cả hai công ty, hai đất nước này đều thị phần đều là 13%. Tuy vậy và cái chi phí sản xuất thì của Mexico đó là 445 đô một cái áo, tức là một cái giá bán ra, còn trong cái đó là của Trung Quốc là 4,05 đô, tức là của Mexico đó cũng gọi đắt hơn khoảng 10% so với cả của Trung Quốc. Tuy vậy đến năm 2008 thì thị phần của Trung Quốc xuất khẩu hàng may mặc và trong Mỹ nó tăng lên là 34%, so với cả của Mexico thì còn là giảm mất 3% từ 13 về còn 9%. Tức là câu chuyện hỏi là vì sao hai đất nước xuất phát điểm là gần ngang nhau mà thậm chí Mexico rất là gần Mỹ, mà tại sao Trung Quốc lại vượt trội được Mexico? Đấy là một câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Thì trong cái câu chuyện đấy thì chúng ta thấy rằng là để có lợi thế cạnh tranh vượt bậc so với cả Mexico thì Trung Quốc chắc chắn là có những lợi thế ngoài cái lợi thế về tiền tệ như cũng có rẻ. Thì ở đây nói đến tiền tệ là chúng ta nhìn thấy luôn cả một cái trend tiền tệ, tức là từ năm 97 đến năm 2018 là đồng tiền nhân dân tệ là tăng giá so với cả đồng tiền đô là khoảng 20%, tức là doanh nghĩa là tăng giá khoảng 20%. Trong khi đó thì đồng tiền Mexico lại mất giá, tức là đồng tiền peso ấy, mất giá khoảng 38%, mất giá khoảng 28% so với đô, tức là mất giá khoảng 38% so với Trung Quốc. Tức là như thế cái giá nhân công của Mexico ngày càng rẻ đi nếu như chúng ta nhìn thuần ở góc độ tiền tệ.
và tái nhân công. Thế đấy thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái ngành thấp đến cái ngành thâm dụng may mặc, lao động như kiểu may mặc của Mexico vẫn đang thua Trung Quốc ở góc độ trong cuộc chiến giá nhân công. Thì như vậy nếu như cái ngành mà cái ngành tự động hóa cao hơn thì như kiểu ô tô sẽ càng thua thiệt đấy Mexico. Như vậy là rõ ràng là chúng ta ở đây chúng ta rút ra kết luận rằng là Trung Quốc dường như là để trở thành một cái chuỗi cung ứng ý, họ cần nhiều hơn là cái nhân công giá rẻ đó và tiền tệ. Thì đây là một cái biểu đồ mà cái đầu tư vào cái infrastructure, tức là đầu tư vào hạ tầng ấy, thì của Trung Quốc và hàm lượng đầu tư hạ tầng cực kỳ lớn, chiếm khoảng 83% hàng năm. Trong đó Mexico đầu tư vào vào hạ tầng ấy, chỉ chiếm khoảng 2,3% GDP thôi, tức là họ một con số rất là yếu. Thì khi mà các chuyên gia bắt đầu xem xét lại ấy, là Trung Quốc đang đi theo con đường, tức là cái thời kỳ đó đi theo con đường gọi là không tác động nhiều chi phí tiền lương, nhưng mà đồng thời với đó là đẩy mạnh đầu tư công, tập trung chủ yếu vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong đó Mexico thì chỉ tập trung vào quản lý sao tiền lương lao động thấp nhất có thể, và trong đó lại việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng tất cả mọi thứ nó kém hơn rất nhiều. Thì đấy là câu chuyện mà vì sao Trung Quốc dần dần vượt trội so với cả Mexico. Khi người ta hỏi một cái đánh giá của các công ty mà đang công ty ở Mỹ và đang ở EU mà đang gia công ở bên Mỹ, gia công bên Trung Quốc ấy, thì họ trả lời rằng là các công nhân ở bên Trung Quốc thì có cái năng suất lao động rất là cao, chất lượng sản phẩm tốt, khả năng sản xuất quy mô lớn cũng tốt, rồi công nghệ tốt, rồi cái thiết bị lưu trữ hàng hóa cũng khá là tốt, và cái hạ tầng vận tải cũng rất là tuyệt vời. Thì đấy là những cái đặc điểm mà dành cho những người khen tặng ở Trung Quốc. Thế thì câu chuyện chúng ta tiếp theo rằng là cơ hội gì ở Việt Nam, khi mà liệu Việt Nam có quay lại được cái chu kỳ đấy của Trung Quốc, còn mình có làm giống hệt như Trung Quốc hay không để mình đạt được điều đấy. Thì ở đây đương nhiên thì slide này đã chiếu trong phần của Viên rồi. Thì đây là Việt Nam và Mexico. Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất trong quá trình chiến tranh thương mại. Ok, đây là việc mà đây là biểu đồ về về cái container port traffic, tức là cái lượng hàng hóa đang trung chuyển của Việt Nam. Thì Việt Nam mình đang là cái dạng cao nhất so với cả các nước mà lân cận. Ở đây chúng ta sẽ thường hay so sánh đến Indo và Ấn Độ. Indo Ấn Độ như anh mà nói là em rất quan tâm đến Indo Ấn Độ. Đây là biểu đồ về về cái lượng tàu đi qua. Thì chúng ta thấy là Việt Nam mình cũng đang ở mức rất là cao, và chỉ có Ấn Độ và Indo là hai nước gần xung quanh chúng ta. Về tiền lương thì ở đây là có theo cái biểu đồ của Statista thì Việt Nam mình đâu đó đang là cái mức tiền lương đang là 3 đô trên một giờ, 3 đô trên một giờ tính theo cái giá trị của năm 2020, so với cả của Mexico là 4,8 đô, tức là họ đắt gấp rưỡi mình, và đối với của Trung Quốc là 6,5 độ, đắt để gần gấp đôi mình, đúng không? Hơn gấp đôi. Thì đấy là mình đang có một chút lợi thế về chi phí nhân công. Ok, rồi tiếp tục. Thì đây, đối với biểu đồ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái đầu tư của cơ sở hạ tầng của mình ấy đang ở trong so sánh các khu vực Đông Nam Á thì mình đang là đầu tư vào cơ sở hạ tầng là được khoảng tăng trưởng 11,5%, tồn tại cao thứ hai trong các đất nước ở trong khu vực Đông Nam Á. Thứ ba nữa là đây là một cái báo cáo mà của bên CK về cái thúc đẩy thương mại của Việt Nam, đầu tư Việt Nam. Thì họ nhận thấy rằng là Việt Nam mình có những đặc điểm gì, nhất là cơ cấu dân số vàng, thứ hai là vị trí của mình gần biển, tức là cái hạ tầng logistics của mình khá là tốt, thứ ba là mình có rất nhiều FTA. Mình nên nhớ rằng là cái năm từ năm 98 đến năm 2008 mà của Trung Quốc đầu tư vào thị trường Mỹ vượt trội lên là bởi vì họ có WTO năm 2001. Thì đấy là một cái đặc điểm mà mình đang có nhiều lợi thế đối với công ty khác và đất nước khác. Thứ ba là mình đang đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng. Thì đó dựa trên cái đấy thì những cái nước mà chúng ta đang bị nói đến rằng là có một cái nhân công giá rẻ như kiểu Campuchia với cả Bangladesh thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái cơ sở hạ tầng nó rất là thấp, rất là kém, FTA không đủ bằng mình. Thì đó thì dựa vào tất cả những như thế thì em cũng đưa ra một cái nhận định chung là Việt Nam mình có rất nhiều cơ hội. Tuy vậy thì mình cũng sẽ phải cạnh tranh khá là mạnh đối với cả Ấn Độ và với cả Indo.
thế? Đó là cái sự chia sẻ của anh Tuấn. Vậy thì còn anh Hiên ạ? Thì em cũng đồng tình với các ý kiến của các chuyên gia trước, thì em có xin góp thêm cái ý cho quan điểm cá nhân em. Thì đó là về các yếu tố vĩ mô thì có thể thấy là các cái nền kinh tế như là Indonesia và Philippines, thì theo quan điểm của em là em nhìn thấy là các cái nước đấy từ trước đến nay các chính sách vĩ mô của họ thì tập trung vào việc là tập trung vào cái thị trường nội địa của họ vốn có một cái dân số tương đối là đông, ví dụ như Indonesia là tầm hơn 200 triệu người, còn Philippines là hơn 100 triệu người, và họ tức là các cái chính sách kinh tế của họ thì không tập trung nhiều vào xuất khẩu như là Việt Nam, đặc biệt là Indonesia thì tức là các cái nhà đầu tư quốc tế họ nhận định Indonesia là một cái nước mà họ có cái chủ nghĩa dân tộc về kinh tế rất là hạn chế xuất nhập khẩu và chỉ tập trung vào cái thị trường nội địa của họ thôi, còn nên là cái độ mở đối với của nền kinh tế của Indonesia và Philippines nó thấp hơn khá là nhiều so với Việt Nam. Ví dụ như là Philippines thì đâu đấy xuất khẩu của họ chỉ chiếm khoảng 20% GDP thôi, còn Việt Nam là xuất khẩu chiếm đến 100% GDP. Tức là Việt Nam là một nước có định hướng nền kinh tế tương đối là mở và tập trung vào xuất nhập khẩu. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà họ có ý định là sản xuất để xuất nhập khẩu ấy, thì em nghĩ là cái xu hướng họ sẽ lựa chọn những cái nền kinh tế mà có cái chính sách kinh tế cũng như những cái hạ tầng kinh tế, rồi những cái doanh nghiệp, những cái họ có cái lợi thế về sản xuất các cái hàng hóa để xuất khẩu, thì Việt Nam sẽ là một trong những cái ưu tiên của các cái tập đoàn, những cái doanh nghiệp đấy. Khi mà họ có định hướng xuất khẩu thì cái nền kinh tế Việt Nam nó sẵn sàng để nó đáp ứng được cái nhu cầu của họ hơn là những cái nước thiên về sản xuất hàng hóa chỉ để cho thị trường nội địa như Indo hay Philippines. Ngoài ra thì có một yếu tố nữa đấy là cái về chi phí, thì có thể thấy là Việt Nam so với chi phí với một số nước trong khu vực thì mình có lợi thế hơn. Ví dụ như là về chi phí nhân công thì chi phí của Việt Nam tương đương với Philippines là thấp khoảng hơn 30% so với Indonesia. Ngoài ra thì cái chi phí về thuê mặt bằng khu công nghiệp thì Việt Nam có lợi thế hơn rất là nhiều so với các nước trong khu vực, khi mà cái giá thuê khu công nghiệp của mình thấp hơn khoảng 40-50% so với các nước như là Philippines và Indo. Thì đây cũng là một cái lợi thế về mặt chi phí đối với các nước nếu mà mình so sánh với các nước trong khu vực. Ngoài ra thì còn một yếu tố nữa là cái yếu tố về các cái nền tảng kinh tế vĩ mô, ví dụ như là để ổn định được tỷ giá hay là những cái liên quan đến cán cân thương mại, thì Việt Nam khi mà mình nhìn thấy là Việt Nam đang có những cái đấy tốt hơn so với đối thủ trong khu vực, cái đấy sẽ góp phần giúp cho mình có cái lợi thế hơn trong cái mắt mình có mắt của nhà đầu tư. Và trong quá trình mà các chuyên gia của chúng ta có trao đổi thì các anh chị và các bạn ở dưới nếu có câu hỏi nào muốn đặt cho chuyên gia của chúng ta thì có thể cho những câu hỏi để các chuyên gia có thể giải đáp. Vậy thì các chuyên gia của chúng ta cũng vừa nói về cái xu hướng chuyển dịch của chuỗi giá trị này trong thời gian hiện tại và xu hướng trong tương lai. Anh có muốn bước sang được không? Chủ đề này đúng là chủ đề của khá là khó rồi. Các chuyên gia đã trao đổi hết ý kiến của mình, thì là đúng vai trò từ phía quản lý tài sản thì cũng mong muốn mang cho mọi người góc nhìn thêm một góc nhìn nữa, tức là trong cái xu hướng của chúng tôi trong việc là xây dựng cái sức khỏe tài chính và an toàn đầu tư, thì concept này cũng mong muốn mang đến cho mọi người với góc nhìn là chúng ta có lẽ nên xuất phát từ những cái gì mà chúng ta có thể làm trước. Sức khỏe tài chính và an toàn đầu tư có khi xuất phát từ cái gì có thể làm trước. Nhắc đến chuyện này thì ví dụ câu hỏi là sự chuyển dịch của chuỗi giá trị từ Trung Quốc, thì mình đang nghĩ rằng là chúng ta nên quan tâm đến việc là chúng ta có khả năng làm gì trước. Thế là đất nước Việt Nam có khả năng làm được gì, mà chúng ta chọn làm được cái gì mà chúng ta cảm thấy hiệu quả. Đây là bài toán tôi đang muốn nhìn thấy ở đây là như thế, ta muốn nhìn thấy ở từ góc nhìn đó. Và tất nhiên là các chuyên gia đã trao đổi hết cái thuận lợi như kiểu là thiên thời địa lợi rồi. Thế là cái sự chuyển dịch đó là sự chuyển dịch mà
như anh tụi em nói là đã xuất hiện từ trước Covid cơ, chứ không phải nó xuất hiện từ từ Covid. À, Covid là một cái cú hích để điều đó nó xảy ra rõ ràng hơn. Vậy thì câu hỏi là chúng ta đất nước Việt Nam mình, chúng ta sẽ chọn làm gì? Vậy thì trong cái chọn làm gì thì có một cái luận điểm rất quan trọng của cái chuỗi giá trị gia tăng. Là khi nào nói chuỗi giá trị, tức là các cái khúc của giá trị gia tăng. Thì nếu mà nói đến quy mô thì chúng ta hay nói đến chuyện rằng là sản xuất công nghiệp, rồi các cái thứ mà mọi người vừa nói, tức là lực lượng lao động, rồi mức lương trung bình. Nhưng mà tôi đang mang đến cho mọi người một cái lập luận, thử mang mọi người một lần ngược lại. Nếu mà chúng ta xét dốc góc độ là giá trị gia tăng mới là mục tiêu, thì có khi rằng là cái mức lương trung bình thấp chưa chắc đã là một cái chỉ số mà chúng ta nên quan sát. Thì chúng ta nhớ lại là ví dụ như là Hàn Quốc có một bước lại nhảy vọt của Nhật đã đi trước, rồi sau đó là Hàn Quốc có một cái thế hệ doanh nhân đi học và du học ở Mỹ, mang lại cho đất nước Hàn Quốc một cái khu vực giá trị gia tăng khủng khiếp, ở mức đại nhảy vọt. Bởi vì tại sao người ta đóng góp vào chuỗi giá trị là chắc chắn rồi. Bây giờ chuỗi giá trị là chúng ta không nhắc lại, chuỗi giá trị là đương nhiên, tức là trong một chuỗi kinh tế toàn cầu thì đương nhiên là có nước A thì dùng hàng nước B. Nhưng mà cái giá trị, cái phần giá trị gia tăng added value đó nó nằm ở đâu ấy? Thì chúng ta sẽ thấy là Mỹ vẫn đang giữ cái phần mà có vẻ như là tốt nhất ở tại trong Mỹ. Ví dụ như là mọi người, nếu mà mọi người lập ra xong thì thấy là cái iPhone nó vẫn là design ở tại nước Mỹ. Cái phần giá trị gia tăng nó nằm tại nước Mỹ. Cái phần mà lao động thì lại nằm ở tại Trung Quốc. Thì xin nhắc lại mọi người là đấy là một bài học, Hàn Quốc là một bài học điển hình, một thế hệ doanh nhân đi học ở Mỹ. Và thứ hai là bài học ở, và tôi đang muốn nhắc mang đến cho mọi người là bài học ở New Zealand. Một nước rất là bé. Họ chọn làm gì? Nông nghiệp. Họ có 4,4 triệu dân. Và nếu mà mọi người có thể tưởng tượng khủng khiếp như thế nào khi mà số lượng cừu gấp 6 lần số lượng dân. Số lượng con cừu gấp 6 lần số lượng là dân. Lúc tôi đang nghĩ rằng là thế thì chắc ở cái nước đấy thì chắc là giá sữa chắc là giá, hoặc là giá thịt cừu chắc là rẻ lắm nhỉ, bởi vì nếu mà tuân thủ theo đúng quan hệ cung cầu nội địa, tức là local giá trị cung cầu nội địa, đúng theo lý thuyết của kinh tế nội địa thì hình như là giá thịt cừu sẽ rẻ, rất là rẻ, bởi vì làm sao mà ăn hết được số lượng gấp 6 lần. Nhưng mà không hề, New Zealand có một mức giá bán set cho sữa ngang bằng với giá thế giới này, ngay nằm trong tại New Zealand. Thế thì quay lại ở vấn đề là cái giá trị gia tăng đó là của chúng ta nó nằm ở đâu. New Zealand đã từng được đầu tư rất là tập trung cho chuyện là giáo dục đào tạo, nghe thì chả liên quan gì đến chuỗi giá trị, nhưng mà thì trên cơ sở là cái xu hướng của VNDAQ cũng mong muốn rằng là mọi người khách hàng cũng tập trung vào chuyện là sức khỏe tài chính và an toàn đầu tư. Thì cái gốc gác của vấn đề là chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể làm. Ở đây là trên góc góc nhìn của khách hàng cá nhân, còn đương nhiên là góc nhìn của vĩ mô thì là đương nhiên là các nhà bên bộ tài chính cũng như là các cấp cao hơn nữa thì chắc chắn là quan tâm đến cái cạnh tranh mang tính chính chất quy mô toàn cầu. Thì vậy thêm mọi người góc nhìn cá nhân, tức là tối ưu hóa cái khả năng năng lực để tạo ra giá trị gia tăng, trong đó từng người thì có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng cách là một trong những cách đấy là education, đào tạo bản thân, cũng như là tìm ra cái thế mạnh. Cuối cùng mình anh muốn nói là anh tôi có nhắc đến cái trường hợp của Samsung. Samsung là một cái cú hích rất là lớn. Rồi sau này chúng ta sẽ có những cú hích nữa. Nhưng mà một cái điểm là cái cú hích thì nó tạo cho chúng ta một bước nhảy vọt như vậy để kích thích toàn bộ một cái khu vực phát triển mới và cú hích để phát triển rất là nhanh. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu nhất định. Vì chúng ta nên nhớ là càng khi mà chúng ta càng có một cái cú hích càng to thì cái đối tượng đấy có những cái gọi là negotiating power càng lớn, cái khả năng mặc cả càng cao, chúng ta sẽ phải hy sinh một cái phần gì đó. Nhưng điều đó rất là, chúng ta hiểu như thế để chúng ta hiểu rằng điều đó là rất may mắn, chúng ta có một cái cú hích ở hẳn một cái khu vực mà chúng ta chưa giờ mạnh. Thì cũng hy vọng
như hiện nay anh từ anh đưa ra, chúng ta có một vài cú hích ở các cái khu vực khác nữa, chứ không nên lấy một cái cú hích ở cùng một khu vực, vì cái khu vực này chúng ta có cú hích rồi, thì có lẽ là chúng ta nên lấy một vài cú hích nữa ở các khu vực khác nữa, làm sao mà chúng ta có một cái tổng thể nó đẹp. Chứ nếu mà hôm nay lần trước mình đóng bán có cú hích ở đấy rồi mà làm sao lại có cú hích ở cùng cái ô sector đấy nữa, thì nó không được tối ưu lắm về, nếu mà là về kinh tế xét một cách tổng thể. Đây thì tôi trao đổi luôn, bởi vì thực ra thì tôi rất là đồng ý thôi, chúng ta chỉ nên làm, chúng ta chỉ có thể làm được, không phải là nên á. Chúng ta chỉ có thể làm được những gì chúng ta có thể làm thôi, chúng ta không thể làm những cái ta không thể. Đó, tôi đồng ý là như thế. Và chính vì thế nên là trong cái việc mà thu hút cái chiến lược về thu hút FDI thì chúng ta cũng đã thấy rõ ràng là chúng ta phải nhìn thấy chúng ta có gì. Chúng ta thấy rằng là khoảng 80% lao động của chúng ta là chưa qua đào tạo. Thì chưa qua đào tạo thì làm sao chúng ta ngay một số lượng biến 80% đấy, khoảng 5% trong 80% ấy trở thành kỹ sư lập trình được, chúng ta không thể có được, đúng không? Thì như vậy là cái việc mà chúng ta thu hút được FDI với những quy mô lớn ấy, là đấy là một trong những cái để chúng ta có thể đào tạo được ngay những lao động của chúng ta chuyển sang thành những cái công nhân chuyên nghiệp, và với một cái, và họ được trả lương, phải nói là nói làm ở các cái doanh nghiệp FDI thường là cũng có lương và rất là cạnh tranh, đúng không? Thì như vậy là cái việc FDI vào thứ nhất giải quyết vấn đề là đào tạo cho nguồn nhân lực của chúng ta. Bởi vì thực ra chúng ta không thể nói chúng ta cứ hô là chúng ta sẽ phải phát triển giáo dục, nhưng chúng ta phải nhìn vào một thực tế rằng là có những cái trường mở ra cho ai đi học, có những môn chúng ta không ai học, đúng không? Là bởi vì thị trường không có nhu cầu, đúng không? Người ta bỏ tiền đi học là bởi vì người ta biết là người ta học cái đấy thị trường sẽ cần. Tốt nhất là khi mà có doanh nghiệp vào và chúng ta hỗ trợ cho họ cùng học, cùng làm, và như vậy quá trình đấy là họ học được. Thì đấy là cái cách tốt nhất và nhanh nhất và hiệu quả nhất để chúng ta đào tạo lực lượng lao động. Và khi chúng ta có lực lượng lao động thì bắt đầu chúng ta sẽ có được những doanh nghiệp nội địa, bắt đầu là sẽ dần dần sẽ tham gia vào lĩnh vực đấy. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai cũng quan trọng hơn rất nhiều mà chúng ta sẽ song song vào những doanh nghiệp FDI mang lại. Chúng ta có thể nhìn thấy là doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ hầu như là rất ít, đúng không? Nhưng chúng ta cũng vẫn phát triển được. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là nhờ cái kênh của FDI là nó làm tăng thu nhập của người dân. Khi tăng thu nhập thì tăng cầu. Tăng cầu tự nhiên là có cầu về những ngành khác và những ngành khác phát triển được. Đấy. Nếu chúng ta không có nếu mà chúng ta không có mấy triệu người lao động làm trong các doanh nghiệp đấy, tạo ra một cái lượng nhu cầu rất là lớn như thế, thì các cái ngành của nội địa chúng ta sản xuất ra cũng chả có ai mua cả, bởi cái sản phẩm đấy không cạnh tranh được trên thị trường xuất khẩu, thì không phải không ai mua thì cũng không phát triển được. Nên chính vì thế nên là chúng ta tạo việc làm, chúng ta tạo thu nhập, chính là tạo cầu cho những ngành khác, và nhờ đấy thì những ngành khác phát triển. Đấy là cái spillover từ cái gọi là consumption effect, đúng không ạ? Thì như tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái mà thì cái chúng ta mong muốn FDI nó giải quyết được cái vấn đề chúng ta mà chưa có quan điểm nữa. Thì đấy là cái việc mà tôi lúc nãy tôi nói là hy vọng có nhảy vọt, tức là tạo ra được cái ngành như bạn nói là chúng ta cái ngành chúng ta chưa có năng lực phát triển, nhưng bây giờ có một doanh nghiệp lớn đầu tư ngay tại thành một cứ điểm sản xuất quy mô rất lớn ở Việt Nam, thì tự nhiên nó sẽ thành cái ngành công nghiệp cho chúng ta. Đấy, tự nhiên là chúng ta phải nhìn nhận rằng là về quy mô thì chúng ta cũng tương đương một cái tỉnh lớn của Trung Quốc, đúng không? Mà một tỉnh của Trung Quốc thừa họ chỉ tập trung một vài ngành, chúng ta không thể cover hết tất cả các ngành của 35 tỉnh của Trung Quốc như thế được, chúng ta không đủ sức. Đấy. Và điểm nữa thì bạn nói về VA tại Value Added thì thực ra và tiền lương, thực ra chúng ta nói tiền lương giá rẻ, chúng ta phải nhớ rằng nó tiền lương giá rẻ là relative đối với cái productivity và năng suất lao động. Nếu cái vấn đề là ở đây là năng suất lao động, mà năng suất lao động cao, vì sao mà Trung Quốc trong quá trình phát triển mà lúc này qua có mention đến cái chuyện là cái tỷ giá của họ đồng tiền nhân dân tệ là lên giá, đúng không? Cái đó rất dễ hiểu, đồng tiền nhân dân tệ lên giá trong khi đồng tiền Mexico là mất giá là bởi vì năng suất lao động của Trung Quốc tăng quá nhanh. Năng suất họ tăng nhanh thì đồng tiền sẽ lên giá. Đấy là Samuelson, Blas Samuelson effect, đúng không ạ? Chúng ta học thì chúng ta đã biết cái đấy. Đấy là cái hiệu ứng của năng suất lao động ở những nước đi sau. Thì vì Trung Quốc cải thiện năng suất lao động nhanh nên lương họ có thể tăng, tiền lương tăng, nhưng họ vẫn rất cạnh tranh bởi vì năng suất họ cao hơn. Còn chúng ta nói là chúng ta thấp mà chúng ta không cải thiện được năng suất lao động thì nếu mà tính về một cách tương đối chúng ta chả cạnh tranh được, đúng không? Nên vấn đề ở đây là chính là, và năng suất lao động thì nó lại nằm ở cái góc độ là các nhà đầu tư nước ngoài thì họ nhìn vào đấy với con người Việt Nam và công nghệ của họ thì có thể sẽ năng suất lao động cao hơn.
Và dần dần cùng quá trình ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đều được đánh giá là lao động Việt Nam học hỏi đã rất là nhanh. Và cùng quá trình ấy gọi là learning by doing, mặc dù chúng tôi nói là khoảng 80% lao động là chưa, hơn gần 80% lao động là chưa qua đào tạo, nhưng mà phải nói là khoảng 55% lao động là đã được đào tạo, là đào tạo gọi là on service ấy, tức là vừa học vừa làm ấy. Thì là những người lao động đấy họ kỹ năng cũng rất là tốt, đúng không? Thì khi mà thu nhập và chúng ta đang nhìn thấy cái xu hướng phát triển của đất nước ta trong những năm vừa qua, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là khi mà đất nước tăng trưởng, phát triển kinh tế tăng lên, thu nhập của người dân, đúng không? Tiền lương bây giờ cao hơn rất nhiều so với cách đây 5 năm. Vì khi tiền lương tăng lên, tại sao các doanh nghiệp không rút đi, họ vẫn tiếp tục đầu tư, đúng không? Là bởi vì năng suất đã được cải thiện, đúng không? Và chúng ta đưa lao động cao lên, khi mà giá tiền lương cao lên là một cách để tạo sức ép các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ. Bởi vì anh không đổi mới công nghệ, anh sẽ không có năng suất, mà không có năng suất thì sẽ không đủ sức để trả cái lương như thế. Trong khi sức ép cuộc sống là đòi hỏi lương phải cao hơn. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải thu hút những cái chuỗi cung ứng, những nhà FDI vào chúng ta. Ở đây thì lúc nãy tôi có một cái tôi cũng định nói, nhưng tôi nghĩ là để sau, thì tôi nghĩ là một trong những cái lợi thế nữa, một trong những cái mà chúng ta không được bỏ qua ấy, đấy là chúng ta thành công trong việc kiểm soát Covid. Cái đấy có một cái tác động rất lớn đối với tâm lý của các nhà đầu tư, đúng không? Nó thể hiện được rằng là thứ nhất là xử lý khủng hoảng. Ở Việt Nam có một chính phủ có thể xử lý khủng hoảng rất là tốt, đúng không? Và điều đấy nó đảm bảo một sự an tâm cho họ là rủi ro về chính trị. Cái thứ hai, nó thể hiện được rằng là ở Việt Nam cái sự ủng hộ của người dân đối với chính sách của chính phủ tốt hơn nhiều so với chúng ta sẽ thấy ở những nước, ví dụ ở các nước khác, thì khi một chính, kể cả cái chính sách mà cho Covid đưa ra, chúng ta đã nhìn thấy đâu đó chỗ này biểu tình, chỗ kia phản đối, chỗ này đúng không, ở bang này không làm, bố bang kia thì đây này, tức là cái sự đồng thuận trong cái nền kinh tế ở những nơi khác rất khó có được những cái điều như đang có ở Việt Nam. Và cái điều đấy giảm rủi ro cho họ rất nhiều khi mà họ và chính phủ cùng đi theo một hướng. Thì tôi nghĩ cái điều đấy là một cái mà đây là một cái value nó được tạo ra trong quá trình mình chiến thắng Covid, và chúng ta phải tận dụng được cái điều này. Và chúng ta phải khoách trương được cái điều này để cho các nhà đầu tư. Và tôi thấy nhiều nhà đầu tư ngoài bắt đầu đến và họ. Và điểm nữa là có rất nhiều người còn viết email hỏi tôi, họ rất ngạc nhiên. Tức là xưa nay họ vẫn hình dung chúng ta rất là thấp kém. Nhưng đến khi tôi nói là Việt Nam là một trong 4 nước đầu tiên phân lập được virus, họ ngạc nhiên đến trình độ chúng ta làm phân lập được, đúng không? Và khi ta làm được kit để test, họ lại ngạc nhiên hơn nữa, họ nghi ngờ cái con số mà Việt Nam đưa ra là người nhiễm mà đấy. Thì tôi nói không phải Việt Nam, bởi vì Việt Nam có đủ năng lực để test, vì Việt Nam tự sản xuất được cái đấy. Ngạc nhiên thì cuối cùng tôi mới phải dẫn các cái bài báo ở Reuters kiểu họ đưa ra thì họ mới đi. Thì tự nhiên từ đấy chúng ta sẽ thấy rằng là qua cái Covid này, cái hình ảnh của Việt Nam nó thay đổi rất là nhiều. Tức là từ thay đổi từ một nước đang chiến tranh, rất nhiều nghĩ là Việt Nam đang chiến tranh và vừa ra khỏi chiến tranh và rất là lạc hậu. Nhưng mà nếu họ cho, và chính vì thế họ không bao giờ họ nghĩ đến đi từ Việt Nam trong cái mà họ muốn sản xuất là đầu tư gì ở đây, thì nghĩa là còn ở đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà qua cái đấy thì họ sẽ thấy Việt Nam một nước khác, họ muốn đến xem nó như thế nào. Và chính đấy là một trong những cơ hội tôi nghĩ là rất lớn đến Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Và đấy là lợi thế để ta có thể chủ động đón nếu mà cái dòng chuyển dịch giữa cung ứng đầy Việt Nam. Cảm ơn các chuyên gia. Như vậy thì các chuyên gia nói thì Việt Nam có một cái lợi thế rất lớn để đón nhận được, thu hút được cái dòng chuyển dịch này. Nhưng mà tuy nhiên có một điều cũng không thể phủ nhận được, đó là lợi thế của Trung Quốc, họ có chuỗi cung ứng, cái hệ thống logistics của họ rất là tuyệt vời, và kênh phân phối thì đa dạng, và thị trường nội địa của họ rất là lớn và tăng trưởng. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra, đó là cái dòng chuyển dịch này sẽ diễn ra nhanh chóng trong thời gian tới hay không? Và cái thứ hai đó là thách thức để thu hút dòng chuyển dịch này của Việt Nam là gì? Và Việt Nam cần làm gì để tận dụng cái xu hướng chuyển dịch này? Xin mời các chuyên gia. Xin mời anh Tuấn. Về thì như anh Vũ Anh vừa nói và như anh Tuấn Anh cũng nói, đó là chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đang có lợi thế về mảng nào, đúng không ạ? Thì đương nhiên cái quá trình chuyển dịch này, thì khi các nhà đầu tư mà bắt đầu nghiên cứu thì bao giờ
họ sẽ nghiên cứu xem rằng là Việt Nam mình đang có lợi thế gì để họ chuyển dịch sang. Thì nếu như chúng ta nhìn lại Việt Nam mình đang có lợi thế gì thì ở đây như anh của anh vừa nói, chúng ta đang có cái khi mà Samsung vào tạo ra một cái về điện tử là rất là mạnh. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại rằng là nếu như nhìn Việt Nam mình ấy ở góc độ ICT, tức là cái hạ tầng ICT của mình khá là mạnh. Nếu như mà chúng ta nhìn cái độ phủ về Internet này, độ phủ về điện thoại di động đang ở mức khá là cao. Và ngoài ra thì nếu như chúng ta nhìn thêm một chút nữa là cái học sinh ở Việt Nam, người học toán rất là nhiều. Chính vì cái việc học toán tốt nên chính vì vậy mà cái khả năng lập trình của chúng ta về cơ bản, cái khả năng mà để học những cái môn tư duy mà thiên về toán mà những thiên về lập trình chẳng hạn, thì những cái đấy là những cái mà sẽ có lợi thế cho người Việt Nam, tức là khả năng học. Thì chính vì vậy, chính về những điều đấy thì tôi cho rằng là cái thời gian sắp tới thì hoàn toàn những mảng mà có thiên về, chúng ta có thể thu hút FDI vào những mảng thiên về kiểu như điện tử này, đương nhiên rồi, và những dạng kiểu lập trình này, những dạng mà những ngành công nghiệp phụ trợ cho cái mảng đấy sẽ phát triển tốt. Kinh tế số. Vâng, kinh tế số đấy, thì đấy là quan điểm của tôi. Chẳng hạn như fintech vân vân, mọi thứ đấy là những cái mà mình hoàn toàn có thể làm được. Về cái sự chuyển dịch nhanh hay chậm thì cái covid theo quan điểm cá nhân của em thì nó là một cái cú hích rất là lớn. Tại vì nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là trong thời điểm covid diễn ra tại Trung Quốc thì rất là nhiều ngành nghề trên việc sản xuất trên thế giới bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Và đấy là một cái rủi ro black swan rất là lớn đối với các cái doanh nghiệp sản xuất trên thế giới. Thì nó đã thúc đẩy một cái nhu cầu, đó là nhu cầu mà đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng của bản thân những cái nhà sản xuất như thế, để họ giảm thiểu cái rủi ro, họ cân tán cái rủi ro quá là một thị trường hay là một thị trường nào đó. Thì cái việc Covid nó diễn ra nó sẽ thúc đẩy nhanh hơn một quá trình chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang những cái nước khác. Quan điểm cá nhân em thì em không nghĩ là họ sẽ chuyển bộ toàn bộ cái sản xuất của họ từ Trung Quốc sang các nước khác đâu, nhưng họ sẽ xây dựng thêm các cái cứ điểm sản xuất mới của họ ở các nước khác để chia sẻ cái rủi ro đấy. Và sau Covid thì em nghĩ là cái sự dịch chuyển nó sẽ diễn ra tương đối là nhanh. Các nhà đầu tư họ sẽ tìm những cái, họ sẽ xây dựng thêm các cái cứ điểm sản xuất. Thì như chúng ta có thể thấy là từ đầu năm đến nay thì có rất nhiều cái thông tin chia sẻ về việc là những cái doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ họ bắt đầu tìm những cái nhà, tìm những các cái nước sản xuất khác. Ví dụ như là Apple thì mới đây là công bố là sản xuất tai nghe AirPods tại Việt Nam, cũng như là HP hay Dell thì họ đã có cái chia sẻ là họ muốn nâng cái công suất sản xuất những cái thiết bị máy tính sách tay tại Việt Nam. Google thì họ tuyên bố là họ sẽ sản xuất cái điện thoại Pixel của Nga ở Việt Nam. Thì có thể thấy là những cái đấy là có những cái động thái chuyển dịch rõ ràng từ các nhà sản xuất trên thế giới. Họ tìm những cái nơi là sản, tìm thêm những cái nơi sản xuất mình. Các bạn. Thì Việt Nam cần làm gì để tận dụng xu hướng này? Để tận dụng xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc, chuỗi sản xuất từ Trung Quốc thì theo quan điểm của em thì nó có mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là về chính sách. Thì chính sách thì nhà đầu tư nước ngoài họ muốn, họ thường họ chia sẻ là họ muốn được cái chính sách của mình nó phải ổn định, nó phải nhất quán và nó phải dự báo trước được. Thì đây là một trong những cái để nhà đầu tư nước ngoài họ có thể xây dựng cái chiến lược kinh doanh trong dài hạn của họ. Họ có thể nhìn trước được những cái chính sách đấy, nếu mà nó ổn định thì họ sẽ xây dựng được cái chính sách đầu tư kinh doanh dài hạn. Thứ hai đấy là về hạ tầng. Thì Việt Nam cần đẩy mạnh thêm cải tiến cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những cái liên quan đến những cái cơ sở hạ tầng về cảng, về hạ tầng cảng biển hay là cảng hàng không, hoặc là những cái liên quan đến kết nối giao thông với các địa phương, về đường bộ.
đấy là một trong những cái mà có phần để kết nối cái chuỗi sản xuất trong nước. Ngoài ra thì về lao động thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái nguồn đất và cái nguồn lao động thì thực tế là nó cũng sẽ là khiếu hạn thôi. Thế nên đâu đấy thì Việt Nam bây giờ mình cũng phải có sự lựa chọn khi mà mình đã bắt đầu được hưởng lợi những cái từ sự chuyển dịch sản xuất quốc tế, thì đâu đó Việt Nam phải lựa chọn là mình phải thu hút những cái FDI mà có chất lượng công nghệ cao hơn hoặc là cái năng suất cao hơn, chứ mình không nên là mình có tất cả các FDI cái gì mình cũng nhận, tại vì như thế nó sẽ làm áp lực để tăng những cái chi phí nó rất là nhanh, ví dụ như là chi phí về thuê mặt bằng hoặc chi phí về nhân công, thì như thế thì nó lại làm giảm thiểu khả năng lực cạnh tranh của mình, mà mình phải đưa ra những lựa chọn cái ngành nào mà có cái áp lực nhất cho Việt Nam để Việt Nam để tận dụng được, nâng cao và năng suất lao động của mình, từ đó mình tìm thì khi mà năng suất lao động cao lên thì Việt Nam mình tìm thêm được những cái mức mới ở trên cái chuỗi giá trị toàn cầu. Câu hỏi là thách thức với dòng chủ tịch này, và Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng chủ tịch này? Có một cái vấn đề về anh có thể thêm vào đó một lần thì về liên quan đến một góc của cái vấn đề về thương hiệu quốc gia, thì anh thì thường hay nhìn từ ngoài vào hơn, tức là nếu mà mình nhìn thấy là chuyển dịch như trong ý nghĩa như là sản xuất, thì chúng ta đang nhìn ở một góc nhìn là từ trong ra như là một năng lực sản xuất. Và một cái cách tiếp cận khác là thương hiệu quốc gia. Thế thì xin nhắc lại mọi người là có những cái ngày xưa có những cái event rất quan trọng, ví dụ có một đợt nhớ là Bangladesh khi mà làm sản xuất cho một cái hãng thể thao, thì bị người dân Mỹ có một thời gian là tẩy chay cái hãng đó, không nhắc tên. Chỉ bởi vì là cái sản xuất, trong quá trình sản xuất đó đã sử dụng nhân công là trẻ em. Thế thì nhân dịp anh ngay từ anh nói đến chuyện là Covid, thì hoàn toàn thương hiệu quốc gia chúng ta có thể đang rất mạnh lúc này và chúng ta nên tận dụng cái lúc này. Vì sao? Bởi vì là nếu như mà mọi người nghĩ sao, ví dụ mà cán bộ công nhân viên họ chuyển dịch là bởi vì họ không muốn cán bộ công nhân viên của họ có cái rủi ro bị bệnh. Ở sang Việt Nam thì cái protection, cái bảo vệ về cái sức khỏe sẽ tốt hơn, một cái giác độ rất là quan trọng. Thì như thế thì cái, nếu mà mọi người hình dung, nếu mà cái branding, cái giá trị branding mà tăng lên, bởi vì ở bên Mỹ thì rõ ràng nếu như tôi chỉ đơn giản là nếu mà tôi bảo là tôi chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, thì tất cả những người mua hàng người ta nghe đấy câu đấy thì người ta rất là bình thường, người ta quan tâm đâu được cái điện thoại này thì thay bởi vì sản xuất ở Trung Quốc thì sang Việt Nam. Nhưng mà nếu mà cái thông điệp marketing mang tính chất là thương hiệu quốc gia, tức là Việt Nam mời cái người cán bộ, gọi là mời cái người nhân viên đó sang Việt Nam, hoặc là không phải người Trung Quốc sang Việt Nam đâu, nhưng mà là người nhân viên mà làm ở Việt Nam, thì cán bộ công nhân viên của Apple hoặc là của Samsung làm ở Việt Nam sẽ được bảo vệ an toàn, sức khỏe tốt hơn. Thì đấy là một cái branding hoàn toàn mới, và nó sẽ giúp cho việc tăng giá trị của cái thương hiệu nó lên rất là nhiều. Vừa là giá trị thương hiệu doanh nghiệp, vừa là giá trị thương hiệu quốc gia. Thì đấy là một cái điểm, tôi nghĩ là điểm đấy là một điểm quan trọng là thay đổi cái góc nhìn về Việt Nam. Cái điểm thứ hai, có một cái thống kê gần đây, và đây cũng là tôi thấy là lần đầu tiên sau khoảng tầm vài chục năm nay chúng ta mới nhìn thấy cái điều đấy ở trên cái báo chí hoặc phương tiện thông tấn thuộc gọi là phương Tây. Tức là có một cái thống kê này, tức là các nước có leadership ở phía Á xử lý rất tốt cái quá trình mà Covid đấy, như anh Tuấn anh nói, xử lý rất tốt quá trình Covid, trong khi cái sự phân mảnh về mặt chúng ta gọi chung là chính trị đi chẳng hạn, về hoặc là leadership về quá trình xử lý Covid thì lại đang khá tệ ở bên về các nước đã từng rất tự hào về cái gốc gác của leadership, tức là về cái lý thuyết lãnh đạo hoặc là cái cấu trúc mà họ tôn thờ về chuyện là như vậy thì mới là lãnh đạo. Thì đây cũng có lại đây cũng là lúc mà lần đầu tiên trong lịch sử vài chục năm gần đây thì chúng ta có một cái bức tranh đó, thì cũng lại rút lại cái vấn đề là chúng ta có thể có một cái chỗ để bảo chứng minh cho họ thấy là chúng ta có thể an tâm, họ có thể an tâm để đầu tư ở Việt Nam. Hai cái điểm đó là hai điểm tôi thấy là lớn, và nó mang lại
cái giá trị thương hiệu của đất nước, thì cái đấy tôi nghĩ là cái đấy rất là quan trọng. Tôi nghĩ là từ cái chữ thương hiệu quốc gia thì tôi bổ sung thêm một cái ý nữa là vì thật để trả lời câu hỏi là liệu quá trình dịch chuyển có nhanh không? Thì tôi nghĩ là trái trả lời được nó nhanh hay không, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn bình thường. Nếu mà không có cái Covid, không có những cái, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là Việt Nam thì nó qua thoát ra dịch thì chúng ta có cái thương hiệu ra đang đẩy lên, đúng không? Tốt. Nhưng ngược lại Trung Quốc khi thoát ra dịch thì chúng ta thấy trên khắp thế giới đang lên Trung Quốc cái chuyện là giấu dịch, rồi là gây ra tội lỗi, rồi là tất cả, và người ta hầu như là các cái phương tiện nó dẫn đến một cái hình ảnh của Trung Quốc là khá tệ trên các cái phương tiện truyền thông và kể cả trong mạng xã hội ở các nước phương Tây. Điều đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái xu thế là người ta cũng cảm thấy là, tức là cái người dân, tức là thị trường ấy, người ta cảm thấy là nếu những sản phẩm sản xuất ở thị trường Trung Quốc thì có một cái việc gì đấy nó cũng không được hay. Đấy là một cái yếu tố thứ nhất. Và tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc, và hơn nữa là các cái chính sách thúc đẩy. Ngày xưa thì chỉ kêu gọi thôi, bây giờ là các nước Mỹ và Nhật là đã có những chính sách để thúc đẩy cái việc di chuyển này. Đấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ nhanh hơn. Và một trong những cái nữa thì tôi cũng theo dõi thấy là ví dụ như là cái cuộc họp vừa rồi của Hội Nhân dân Trung Quốc thì họ không đề cập đến cái chuyện là đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội nữa. Họ đưa ra 6 đảm bảo. Họ đưa ra một cái điều là 6 đảm bảo, thì trong đó đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo việc làm nhân dân, thì trong đó một cái đảm bảo là đảm bảo ổn định nguồn cung ứng. Tức là đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng. Tức là họ đã nhìn thấy cái sự đe dọa, tức là cái nguy cơ của việc dịch chuyển người giá trị ra khỏi Trung Quốc. Thì như vậy đấy là để cho thấy rằng là cái sự di chuyển này là có nghĩa là có thật, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta ngồi bàn với nhau không, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn bình thường. Tức là nếu mà không có những tác động này thì nó có, nó đang di chuyển, nhưng hiện nay nó sẽ nhanh hơn bình thường. Có nhanh như bước nào thì thực ra là cũng sẽ rất khó mà định lượng được. Vậy quay lại cái chuyện là lao động Việt Nam, người Việt Nam giỏi, đúng không? Thực ra thì tôi nghĩ người Việt Nam cũng như người khác thôi, cũng giỏi thường thường thôi, nhưng mà được cái là người Việt Nam ham học. Vì sao tôi nói người Việt Nam ham học thì tôi chỉ cần nhìn, chúng ta nhìn thấy một cái số liệu đây này, sinh viên Việt Nam đang học ở Mỹ, đúng không ạ? Hiện nay đứng thứ 5 trên thế giới, người nước ngoài ấy, sinh viên Việt Nam đứng thứ 5, đúng không ạ? Và là 26.000 người. Còn người sinh viên Đông Nam Á đứng thứ trong nhóm đứng thứ của Đông Nam Á thứ 2 ấy là Malaysia là 7.800, đây chúng ta là 26.000, chúng ta là 7.800, thì đấy là chỉ mới thị trường Mỹ, và tôi nghĩ là thị trường Mỹ là thị trường khá tiêu biểu để mà chúng ta thấy là cái sự ham học của người Việt Nam, và sẵn sàng chi cho đầu tư của Việt Nam về học tập rất là, cũng có thể nhiều người nói là do người Việt Nam học giỏi nên là được nhiều học bổng nên đi học nhiều, cũng có thể, đúng không ạ? Không chắc cái chuyện đấy, nhưng tôi chỉ nhìn thấy con số đấy là tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì đấy là chúng ta chưa kể là những người đi học ở châu Âu. Bởi vì Việt Nam thường đi học ở châu Âu nhiều hơn so với những nước khác. Những nước như ở Đông Nam Á thường có xu hướng họ đi học ở Mỹ. Đó. Trong khi ở Việt Nam là còn chỉ học, không chỉ học châu Âu, học ở Nhật, rồi lại còn học ở Trung Quốc. Việt Nam học Trung Quốc cũng rất là đông. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Việt Nam đi học ở nước ngoài rất nhiều. Và chỉ vì đấy là cái số mà chúng ta để có thể thấy rằng là con số đấy để nó nói rằng là gì? Cái lực lượng lao động trong tương lai của Việt Nam ấy, nó sẽ có thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là lao động bậc cao. Thứ nhất là chúng ta còn nhìn thấy là cái sự cải cách về giáo dục đào tạo trong nước nó cũng đã có những cái tác dụng nhất định, nhưng chúng ta nhìn thấy cái lực lượng nó được cái lực lượng lưu học sinh, du học sinh đi học ở nước ngoài là một lực lượng vô cùng lớn. Tôi nghĩ chắc ngồi ở đây rất nhiều người đã từng học ở nước ngoài về, đúng không? Đấy, ví dụ như thế, và về đang bắt đầu là để đóng góp, đúng không? Và cũng là thì chúng ta sẽ đi học nước ngoài á, tôi thì tôi không nghĩ lắm là đi học nước ngoài thì là học được nhiều cái hay ho hơn, tức là trong trường học có nhiều cái hay ho hơn học ở trong nước đâu, bởi vì thực ra thế giới bây giờ nó cũng phẳng, tài liệu thì nó cũng đầy trên Google, nó có, nhưng mà tôi nghĩ là học nước ngoài nó có một cái hay hơn mà học trong nước, đó là chúng ta học được cách tư duy của rất nhiều người khác nhau, từ nền văn hóa khác nhau, cùng một vấn đề họ nghĩ khác, họ nhìn khác, và cách giải quyết họ cũng khác với mình, mà chúng ta đa dạng như thế chúng ta giải quyết thôi. Thì đấy là một trong những lợi thế Việt Nam mà tôi nghĩ các nước, các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả đầu tư Việt Nam, khi nhìn vào Việt Nam họ đã nhìn thấy cái điều đấy rõ ràng, cái lực lượng lao động của Việt Nam đang thay đổi rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Nói vì sao Việt Nam, còn nếu mà ai muốn chứng minh thêm được là người Việt Nam là hiếu học hơn ấy, thì chúng ta lấy cái bộ số liệu VSLSS điều tra mức sống dân cư của người Việt Nam ấy,
thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ chia thu nhập, tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục trên tổng thu nhập của Việt Nam là cao thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi Hàn Quốc. Tức là chúng ta là có chết cũng cho con đi học là như thế, đúng không ạ? Vì như thế nên là tôi nghĩ là đấy là một trong những cái lợi thế của Việt Nam mà nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt về chất, đúng không ạ? Vậy thì đó là trao đổi của các chuyên gia mà chúng ta ngày hôm nay, thì như là các anh chị ở dưới có câu hỏi gì muốn hỏi các chuyên gia của chúng ta không ạ? Xin mời anh. Em chào anh Hùng Anh, chào anh Hùng Anh, chào anh chị. Cái vấn đề vĩ mô thì thôi em sẽ phép hỏi sâu. Em chỉ muốn hỏi là cái trường hợp bây giờ khi mà biến chuyển sang Việt Nam rồi, thì trong quá trình biến chuyển của cá nhân chúng ta cần làm cái gì? Sau khi biến chuyển là kinh tế phát triển rồi, tức là cái trí thức kinh tế mức sống cao hơn thì chúng ta sẽ phải làm cái tiếp theo, và cái điều đó là sau khoảng 10 năm nữa có một cái cuộc khủng mới nó xảy ra thì liệu chúng ta đi quốc bây giờ và tiếp tục làm sao để đảm bảo cái gì đó nó còn giữ lại sau cái dịch chuyển. Em hỏi về cá nhân, tức là cá nhân chúng ta như thế này, chúng ta cần làm những điều gì để mà tiếp nhận, để mà tiếp tục, để mà đón nhận nó một cách tốt nhất. À, này này, tôi là người làm về vĩ mô, ít khi tự hỏi mình phải làm gì. Vì đấy tôi chưa bao giờ đi đầu tư chứng khoán cả, vì đầu tư là thua ngay. Tôi mời các chuyên gia nữa, tôi sẽ trả lời sau. Đúng là, đúng là. Em mày quá, em lại ngược lại 100%. Không có được cái vĩ mô như này. Phải làm gì thì có bắt đấy có nhắc là một phần luôn, tức là nâng cao năng lực để tạo giá trị gia tăng. Một cái câu hỏi cho cái thị trường cá nhân nó khác với cái nghiên cứu của vĩ mô, tức là cái giá trị gia tăng là đang nói với cái gì, giá trị gia tăng thì là giá trị gia tăng cho ai, thì tính trên quy mô toàn cầu nói chung thì cái nền kinh tế toàn cầu nó cố gắng tạo ra giá trị gia tăng dành cho khách hàng, hiện tại đang như vậy ở trên quy mô toàn cầu. Thế về câu hỏi tức chi tiết nữa là thế thì cái phân khu giá trị gia tăng nào đang tăng trưởng nhanh nhất, bởi vì trong giá trị gia tăng lại có những phân khu tăng trưởng nhanh hơn những phân khu khác. Thì trước đây chúng ta đã trải qua một cái nền gọi là nền công nghiệp hóa, có nghĩa là trước đây là cả thế giới cần ô tô, do đó GM rồi sau đó châu Âu rồi Mỹ rồi cố gắng là làm thế nào để ô tô là ai cũng cần, được làm bài toán là thế nào để đẩy ra được nhiều cái ô tô nhanh nhất để chúng ta có công nghiệp hóa. Sau đó thì chúng ta có, khi mà rất nhiều người có ô tô thì lúc đó chúng ta có cần ô tô xịn hơn, thì thế giới đã từng trải qua một cái việc nâng cao chất lượng ô tô, sau đó chúng ta có những cái tên tuổi ô tô đến tận bây giờ chất lượng cực tốt, đấy là thế hệ của Toyota. Mọi người nên nhớ là Toyota là ra đời sau, và thế hệ đó, thế hệ công nghiệp đó là sau. Thì chúng ta có một tiếp theo sau đó đến chất lượng ô tô, thì chúng ta có tiếp theo đó là sự phục vụ, là service. Mọi người sẽ thấy là một nền kinh tế của mà trong đó cái giá phần giá trị gia tăng của dịch vụ đóng góp cao hơn rất nhiều so với giá trị gia tăng của bản chất vật lý của sản phẩm đó, ví dụ như là túi, ví dụ như là khi mà mọi người vào nhà hàng ăn chẳng hạn, như thế mọi người sẽ nhìn thấy hàng ăn 5 sao thu tiền của chúng ta một cái bát cơm cũng là bởi bát cơm đó thôi mà giá rất là cao. Và thế giới đang tiến, hiện tại đang ở cái mức là authentic. Chúng ta đã nhìn thấy ở một số thứ rồi, ví dụ như là các hãng ô tô gần đây nhất, hãng ô tô xịn nhất thế giới đang ra những cái gọi là limited edition, cái bản nó chỉ giới hạn như vậy thôi, giá rất là đắt. Thế vậy thì tại sao lại nói lan man chuyện này, tức là khi mà các cá nhân hiểu cái chu trình phát triển đấy của giá trị gia tăng thì về xu hướng là sẽ tiến đến là chọn cái phân khu mà mình đóng góp được phần giá trị gia tăng ở trong đó.
thì chúng ta đang sống ở Việt Nam thì đang ở cái khu vực tạm gọi là dịch vụ, thì đang là có phân khu của giá trị gia tăng cao, đặc biệt là dịch vụ có cái con người phục vụ thì phần đấy giá trị gia tăng tăng trưởng nhanh. Nên nếu mà trả lời cho câu hỏi là chúng ta phải làm gì thì đương nhiên là chúng ta may quá dân tộc chúng ta hiếu học, từ đó chúng ta học để làm thế nào để mà tăng cái phần đóng góp giá trị gia tăng, và chúng ta nên tìm cái phân khu giá trị gia tăng mà có lợi thế của chúng ta, có lợi thế sẵn sàng nhất trước. Ví dụ bạn nào chăm thì bạn có thể làm rất là nhiều, bạn nào mà làm tinh thì bạn ấy có thể làm cái sản phẩm nó rất là tinh xảo, bạn nào giỏi tiếp khách thì bạn ấy làm sale càng ngày càng giỏi lên. Thì hiện tại đang là những cái người mà đang gọi là tiếp xúc trực tiếp khách hàng, các thứ sale, dịch vụ, các thứ đang được cái nền kinh tế để trả phân khu đấy đang là trả khá là tốt. Ở tương lai sẽ có những cái phân khu mới, ví dụ như là anh vừa nói là những cái phân khu mà được gọi là thiết kế riêng limited edition, hoặc là mọi người nhìn thấy là đi hàng ăn thì mọi người sẽ nhìn thấy cái thương hiệu sao của Michelin, tức là cái điểm sao đấy toàn cầu, nếu mà cái các đầu bếp Michelin thì sẽ là được giá rất là cao hơn hẳn. Để tiếp tục chúng ta sẽ có những cái thứ mới để anh hy vọng mọi cùng với mọi người nhìn thấy trong tương lai chứ bây giờ chưa có. Có hai câu hỏi dành cho Quốc Anh, macro là có chung cho các bạn. Về cái phần này macro thì gần đây chúng ta đọc thông tin đại chúng thấy có đưa tin về cuộc họp của Bộ Tứ Kỳ Cương, tức là Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, thì có tổ chức cuộc họp và mời thêm ba nước, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand. Thì anh Tuấn có thể cho mọi người biết là tại sao Mỹ lại mời Việt Nam mình vào trong cái nhóm này hay không? Thì nếu mà mình nhìn về cái vị trí địa lý thì có vẻ như là hình như là ý đồ là bao vây Trung Quốc. Thì cái đó liệu có phải là tốt cho Việt Nam hay không? Nhiều người cũng nhìn ở khía cạnh khác là nếu mà Việt Nam mình ngã theo một cái hướng nào đó quá thì mình lại quá gần Trung Quốc thì có khi thành bất cập. Comment như nào? Thì đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là cái dân tộc Việt Nam mình có vẻ như là dân tộc không được may mắn lắm. Chúng ta bị chiến tranh rất là nhiều ấy. Thì nhưng mà sau đó là trời cũng thương, tức là lúc cũng tạo cơ hội sau chiến tranh thì nó lại các cậu chia cánh tay ra rồi gia nhập WTO cách thế lập. Nhưng mà dường như nếu mà mình trắc lại lịch sử thì có vẻ như Việt Nam cũng là một cái dân tộc chúng ta đã mất cơ hội dễ dàng nhất có thể. Những cơ hội lần trước lại cảm giác là chúng ta miss hết. Thì lần này là người ta lại quay lại một lần nữa, là dường như trời thương dân tộc Việt Nam một lần nữa. Nhưng mà liệu là lần này chúng ta như những lần trước là mất cái cơ hội quý báu này không? Thì anh rất là gần với chính phủ, với quốc hội rồi, trung ương rồi, thì anh nếu có niềm tin thật sự vào cơ hội lần này của mình hay không, và cái cơ sở để anh có niềm tin như thế nào, và liệu có cái rủi ro gì khiến mà mình miss cái cơ hội này không? Chứ hết là hai câu hỏi đó cho anh trước đây. Thứ nhất là cái chuyện Bộ Tứ Kim Cương ấy, thì cũng chỉ là thông tin trên báo chí đó. Và do đó là thực ra cái chuyện Bộ Tứ Kim Cương thì nó có cách đây 10 năm rồi, tức là khi Mỹ và nó muốn tạo ra một cái liên minh ở đấy, thì nhưng mà lúc nó hình thành lên thì sau cũng để đấy Mỹ, Úc, Ấn và Nhật đấy. Nhưng mà sau gần đây thì từ năm 2017 thì bắt đầu là Mỹ bắt muốn thúc đẩy một cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Thái Bình Dương là Ấn Độ Dương, đúng không ạ? Và nó mở rộng hơn so với trước, là mở rộng là bao gồm cả những cái nước dọc vành đai Ấn Độ Dương, là gồm cả Pakistan và Sri Lanka. Khi mở rộng như thế thì tự nhiên ở Việt Nam lại trở thành cái trung tâm về mặt địa lý. Tức là nếu chúng ta kéo từ eo biển Bering xuống đến tận cái mỏm của Ấn Độ Dương thì Việt Nam nằm đúng chính giữa luôn, ngay ở Đà Nẵng luôn. Đấy, tôi muốn kể như thế. Thì tự nhiên là đấy là tự nhiên thì mình xây nhà giữa đường. Thì đó, đấy, mở đường quá đấy, thì đó ấy, thì đấy là một cái đó, tức là tôi đang nói về phân tích là cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thôi. Còn vì sao Mỹ mời Việt Nam thì tôi nghĩ chắc phải hỏi Pompeo, tôi không có khả năng trả lời cái điều đấy, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là trong cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là Việt Nam tự nhiên lại nằm một cái vị thế rất là về địa chính trị rất là quan trọng. Tất nhiên là cái đấy thì điều đấy nó có những cái điểm lợi cho Việt Nam. Tất nhiên chúng ta đang xem xét xem là
cho đến nay thì cái chiến lược đấy nó cũng chưa một cách cụ thể đâu, tức là có bắt đầu cụ thể hơn ngày xưa, nhưng chiến lược đấy cho đến giờ để nó là thực sự muốn gì, nó là thế nào là tự do đó, một cái gọi là một cái hành lang tự do đúng không ạ, thì tự do là đến đâu đúng không ạ, rồi là người ta có định do tự do đi lại, rồi tự do về cá nhân, tự do về đầu tư vân vân, thì họ có đấy, thì trong những cái đấy nó cũng chưa hình thành những cái chương mục cụ thể để mà chúng ta đi về đấy. Thì thôi, thì tôi nghĩ cái tốt nhất là trong những cái thông tin này chúng ta đọc nó rõ ràng là cả thế giới biết là Mỹ đang muốn mời Việt Nam vào trong bộ tứ kim cương, chắc là Việt Nam nó phải oách lắm thế là nếu mà Việt Nam oách lắm thì tốt rồi đúng không, tôi chỉ cần, tức là chỉ cần thông tin đấy đưa ra là tốt rồi, thì thế thôi. Còn nó như vì sao họ mời mình thì nói chung mình đang đi tìm hiểu và chúng ta biết đâu nó còn đấy là báo chí nói thế, chứ còn mời hay không ai biết được đúng không. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nói là dân tộc Việt Nam thì đánh rơi nhiều cơ hội đúng không ạ, thì tất nhiên chúng ta bao giờ chả hối tiếc, nói trong cuộc đời ai đây chả bao giờ đánh rơi nhiều cơ hội. Chúng ta nhìn thấy giá như lúc đấy nó, ví dụ như bạn này nó ngày xưa mà gật cái anh kia thì bây giờ chả ngồi đây đúng không? Bây giờ trở thành phu nhân gì đấy ở đâu đấy rồi đó, tức là đấy là chúng ta luôn luôn khi chúng ta nhìn lại lịch sử thì chúng ta thường có những cái để chúng ta hối tiếc, chúng ta thì quan chắc là kỳ vọng nhiều kỳ vọng cho đất nước nhiều, kỳ vọng đất nước nhiều thì cảm thấy là cơ hội trôi qua nhiều quá, tiếc quá, rồi cứ nhắc lại bây giờ có cơ hội đúng không, đừng có miss nữa nhé. Thì tôi nghĩ rằng là lần này thực ra có những cái chúng ta nói là chúng ta miss, nhưng mà nếu mà thì khi mà chúng ta dễ dàng nói rằng cái chuyện nó không xảy ra thì chúng ta nghĩ ra miss, nhưng thực ra lúc đấy chúng ta đủ năng lực để nhận lấy những cái cơ hội đấy hay không. Tôi chỉ là nói một cái ví dụ, một cái đơn giản thôi, ví dụ như năm 1996 đúng không? Chúng ta đang cải cách rất là tốt, nhưng khủng hoảng tài chính châu Á nó xảy ra đúng không? Và nó làm sập khắp nơi, đặc biệt là xung quanh này, và chúng ta dừng lại cái cải cách mạch 3 năm đó. Và chúng ta nhiều người nói rằng là Việt Nam bỏ mất cơ hội, và lúc đấy tôi nghĩ là cái lập luận này là chủ yếu từ bên Nhật, nên rất nhiều chuyên gia bên Nhật là hay nói là Việt Nam bỏ mất cơ hội thời điểm đấy rằng chính phủ Nhật muốn này. Thực ra nếu chúng ta nghĩ lại đi, chúng ta nghĩ lại vào thời điểm bây giờ ấy, chúng ta bây giờ khác hẳn vào cái thời điểm đấy rồi, thì liệu lúc đấy chúng ta có đủ năng lực để xây dựng những cái doanh nghiệp, những cái ngành công nghệ mà nước Nhật nói sẵn sàng để đưa vào Việt Nam không? Tôi nghĩ chúng ta không có khả năng để nắm bắt những cái đấy. Chúng ta lúc đấy đang xuất gỗ, xuất khổ gỗ ván sàn thì chưa làm ra được sản phẩm, thì bây giờ làm sao là làm ô tô vào lúc đấy đúng không? Chúng ta làm gì về điện tử, chúng ta có gì, nhân lực chúng ta đã đào tạo đâu. Tức là nói chúng ta, người ta đang nói về những câu chuyện là chúng ta bị miss cơ hội. Ok, đúng là chúng ta dừng cái quá trình cải cách, nhưng sau đấy chúng ta khởi động lại rất nhanh. Năm 2000 chúng ta khởi động lại ngay quá trình, và chúng ta khởi động là chúng ta quyết tâm vào WTO. Một trong những quyết tâm vào WTO lúc ấy ai cũng ngỡ ngàng là Việt Nam quyết tâm vào WTO, và chúng ta vào WTO lúc đấy chúng ta phải sửa không, phải xây dựng một loạt các cái luật mà trước đây chúng ta chưa có, đúng không ạ? Kể cả tách cái luật đầu tư, là hồi xưa chúng ta có là luật đầu tư nước ngoài riêng, luật đầu tư tư nhân riêng, luật doanh nghiệp thì có doanh nghiệp tư nhân, luật công ty, luật doanh nghiệp riêng, tư nhân riêng, luật doanh nghiệp nhà nước riêng, tất cả chúng ta đều phải trên cùng một bộ luật hết, tất cả đều được trong một cái gọi là level playing field, đúng không ạ? Chúng ta chấp nhận làm tất cả những cái điều đấy là một sự quyết tâm rất lớn để nắm lấy những cái cơ hội. Thì nói chúng ta miss, tôi nghĩ không hẳn, cơ hội đấy có hẳn không? À, thì nó mất rồi, ta bảo là cơ hội, nhưng thực ra tôi nghĩ chưa phải. Và điểm nữa, nếu mà chúng ta nói là Việt Nam nó mất cơ hội rất là nhanh, một trong những cái mà nếu bạn nào đây đã đọc Việt cái quyển mà cách đây khoảng hơn 15 năm ở bên trường Anu họ xuất bản là Việt Nam Awakening Tiger, là cái quyển họ nói về một con hổ đang trình dậy ở Việt Nam ấy, và họ phân tích và họ đã đánh giá rất cao. Tôi bảo là một đất nước thoát ra khỏi chiến tranh, thoát ra trên một cái chiến thắng trong cuộc chiến tranh năm 1975, một cái chiến tranh hoành tráng mà chấn động khắp cả toàn cầu, đúng không? Và chỉ trong vòng khoảng 5 năm sau đã bắt đầu đặt lại cái cách là bắt đầu người ta nghi ngờ ấy, người Việt Nam đã bắt đầu nghĩ đến chuyện là thay đổi cách tiếp cận mà đã tạo nên cái cuộc chiến thắng thần kỳ như thế, để chuyển hướng sang cái cách tiếp cận của kẻ thù để xây dựng lại đất nước. Điều đấy là nói trên lịch sử thế giới chưa bao giờ có.
Đó. Ví dụ như chúng ta đang có tạo ra một cái thắng lợi rất là lớn, một vĩ đại mà chúng ta nghĩ là có một cái thắng lợi như thế, và cái, những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái cách nghĩ, cách tiếp cận chúng ta đã làm nên cái chiến thắng đấy. Nhưng sau 5 năm sau chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẵn sàng thay đổi. Và cái điều đấy thể hiện cái sự linh hoạt của người Việt Nam rất là cao. Và họ phân tích cái ý đấy rất là hay. Tôi thấy cái ý, tôi cứ nhớ mãi, về hồi tôi đọc ở đấy tôi nhớ mãi là cái ý mà ông giáo sư ông phân tích là à, bởi vì Việt Nam khác hẳn các cái nước ở Đông Âu, là bởi vì Việt Nam trong chiến tranh đã phải đối đầu với một kẻ thù quá mạnh, mạnh quá sức. Và mạnh như thế thì nếu mà bất kỳ một ai mà cứ stick vào cái chiến lược cứng nhắc của mình thì chắc chắn là thất bại. Bởi vì khi đối đầu với một kẻ thù như thế thì chiến lược và kiến thức của anh phải rất linh hoạt, tức là phải thay đổi liên tục. Đấy, ý như thế. À, và chính vì cái cách suy nghĩ rất linh hoạt trong cuộc chiến ấy, nó giúp cho người Việt Nam sau khi thoát ra khỏi cuộc chiến họ cũng suy nghĩ rất linh hoạt trong việc xây dựng cái kế hoạch. À, thì như vậy tôi nghĩ là vì mình linh hoạt nên mình cũng có thể nắm bắt cơ hội tốt. Nhưng đôi khi sau gần đây thì tạo người linh hoạt quá, đúng không? Thì như vậy rồi thì chúng ta phải học dần những cái câu chuyện đấy. Đấy, thì như vậy để có nói rằng là hiện nay cơ hội đang đến, thì tôi nghĩ là lần này đúng là cơ hội thì cũng có, bắt đầu anh cũng nhìn thấy. Còn miss thì chúng ta đang tìm mọi cách, chúng ta đang làm tất cả như thủ tướng có nói, đúng không? Chúng ta đang cố gắng lót ổ để đón đại bàng. Đấy, thì chúng ta đang muốn, đang làm tất cả những gì có thể. Đấy, chúng ta làm có thể thôi, còn cái gì đến nó sẽ đến. Còn lúc này các bạn hỏi về cơ vi mô, đúng không? Con người ta sau đời này sẽ như thế nào, 10 năm thế nào? Thì tôi nghĩ câu hỏi đấy cũng là khá hay. Nếu mà đứng trên góc độ cá nhân thôi, chứ ở đây không nói về vấn đề kinh tế, không nói về vấn đề ấy, thì tôi nghĩ là đại cái dịch Covid này nó làm cho con người ta suy nghĩ nhiều hơn về cái giá trị trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Và có thể nó sẽ thay đổi con người ta nhiều hơn về cái hành vi tiêu dùng, về hành vi, các cái hành vi trong cuộc sống. Có thể là cái văn hóa tiêu dùng quá mức nó sẽ không nhiều như trước đây, và người ta sẽ nhận thấy những cái giá trị thực sự của cuộc sống là gì khi Covid xảy ra, đúng không? Tôi nghĩ là có những cái ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở Vũ Hán cái thời kỳ đầu, đúng không? Tôi nghĩ là sau Covid này thì các cái thành phố này chắc chắn sẽ bị sốc tâm lý, bởi vì những cái giá trị như người thân này, hàng xóm láng giềng này, bạn bè là gần như đổ vỡ hết trong cái dịch bệnh này, đúng không? Tức là chỉ cần một ông bị phát là người ta đến, người ta khóa cửa, người ta dán băng, người ta đóng, rồi canh gác, rồi là ông đi đâu là xì ngay cảnh sát, tất cả những cái đấy là, đúng không? Thì tức là nó làm cái, những cái mối quan hệ xã hội xưa nay được xây dựng này, nó đổ vỡ. Và sau đấy thì cuối cùng tôi nghĩ là những cái điều đấy trên khắp thế giới đang bị trải qua thì nó sẽ làm thay đổi cái cách suy nghĩ của con người và thay đổi cái hành vi của mỗi người, đặc biệt là hành vi về việc tiêu dùng, về cái tiêu dùng gì cho nó xứng đáng với giá trị cuộc sống. Thì đấy là nói lan man thêm ngoài nên tôi đã nói ngay là nó không phải là kinh tế, mà kinh tế ta nói kiểu khác, nhưng mà đây là tôi nghĩ là nói ý là như vậy. Thì cái điều đấy nó có thể nó sẽ có những cái implication cho cái cách chúng ta sẽ sống trong những thời gian tiếp theo là như thế nào, đặc biệt là ví dụ như là có thể những lúc mà dựa vào tiêu dùng nó sẽ không phải là tiêu dùng quá mức nữa, mà người ta sẽ chuyển sang những cái giá trị nhân văn hơn, và những cái này cái khác. Đấy là những cái chúng ta thử wait and see xem nó thế nào. Thế chỉ là một câu hỏi. Rất là nhiều, xin mời anh. Và em rất là cảm ơn hôm nay chú anh đã chia sẻ. Thì em có một câu hỏi như này. Trước cái cơ hội di chuyển rất lớn từ Trung Quốc sang Việt Nam như thế này, thì đứng ở trên góc độ của nhà quản lý, của nhà làm chính sách, thì anh có thể cung cấp anh chia sẻ cho bọn em là ban kinh tế trung ương hay là chính phủ hoặc các bộ ngành đã có những cái chính sách gì cụ thể để có thể đón nhận cái dòng vốn này. Thực ra thì chúng ta đang làm cả công khai, đúng không ạ? Thì thủ tướng vừa rồi có họp với bên bộ cái đầu tư và các nhà đầu tư nước ngoài đấy, ngay gần đây thôi. Chúng ta đã công khai rất nhiều, thủ tướng thành lập một cái nhóm gọi là tổ đặc nhiệm để đón cái dòng đầu tư này. Lần đầu tiên chúng ta có một cái đấy để chúng ta nói là rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Thì trong vai trò của tổ đặc nhiệm, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái là chúng ta sẽ tiếp xúc với những nhà đầu tư, để lần này chúng ta sẽ chủ động, chúng ta không ngồi chờ nữa, đúng không? Chúng ta trước nay thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là một cô gái đẹp và chờ người ta đến cầu hôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta thôi, ta đẹp nhưng ta vẫn đi tự đi tìm để được chờ cầu hôn, thì
ba cái thằng nó chạy nhanh trước kia chắc đã ngon đúng không, cái thằng nó chậm chậm đằng sau lại ngon hơn nữa, ta đến ta lựa ngon hơn nữa. Thì như vậy ở đây là chúng ta bắt đầu thể hiện cái tính chủ động. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là các nhà đầu tư họ muốn gì. Thứ nhất chúng ta sẽ tìm đấy là chúng ta sẽ phân loại ra, chúng ta sẽ có là những nhà đầu tư mà họ đang tìm hiểu, tức là họ đang có cái interest đối với Việt Nam, đúng không? Thì chúng ta sẽ đến, đấy là những người tiềm năng nhất, tiềm năng nhất, bởi vì họ đã có sâu cái hứng thú của họ đối với mình rồi. Thì mình sẽ gặp và sẽ thấy, mà nếu hai bên ấy thì chúng ta sẽ có thể đàm phán tất cả những cái gì có hỗ trợ được họ, chúng ta sẽ hỗ trợ tối đa để họ có thể vào. Nhưng mà đấy là cái mà chúng ta đang chủ động để làm. Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có thể những cái nhà đầu tư mà họ chưa thể hiện nhưng mà chúng ta thấy họ rất cần cho chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ chủ động, chúng ta sẽ tìm gặp. Và nếu ở đây chúng ta ở VN ở đây chúng ta biết ông nào ở đây thì giới thiệu cho chính phủ đó, thì cũng là một cái rất là tốt, một cái kênh rất là tốt để chúng ta có thể tiếp cận cái chuyện đấy. À, và một cái nữa là chúng ta cũng biết là chúng ta cũng nhìn thấy chúng ta có những cái điểm yếu mà chúng ta cần phải khắc phục ngay và đang chỉ đạo khắc phục, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta đã có cái là về cái hạ tầng của chúng ta, đúng không ạ? Về cái sự kết nối, hạ tầng chúng ta sự kết nối thì chúng ta phải cố gắng, và các địa phương người ta cũng đang cam kết rất là tốt, nếu có nhà đầu tư vào thì họ sẽ rất quan trọng để đẩy nhanh tháo gỡ những sự kết nối, những cái điểm nghẽn. Thì tôi nghĩ là đợt này thì chúng ta là chủ động, đã bắt đầu chủ động, để vì thực ra đấy là tham gia một cuộc cạnh tranh. À, thì còn có những cái bên cạnh đấy thì chúng ta thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, họ thực sự họ đến họ gặp chính phủ, và họ tất nhiên các nhà đầu tư đấy họ lớn, và họ cũng không muốn được nêu tên, họ cũng không đấy, vì trong quá trình tìm hiểu và họ tìm hiểu ở rất nhiều nước chứ không chỉ mỗi Việt Nam, thì tất cả đều đấy, thì đấy là thể hiện ra những cái cơ hội mà mình cũng đã rất là cầu thị để mình tiếp, và mình mời cũng gọi là tiếp thị để đưa, để có thể thu hút được họ vào đây. Em cho hỏi một chút ạ, là lúc nãy anh có chia sẻ là cái sau khi cái đại dịch này thì con người ta nhìn lại bản thân và nhìn lại cái cách tiêu dùng của mình, thì em muốn hỏi là anh nhận định thế nào về tương lai của thị trường bán lẻ Việt Nam khi mà khả năng người tiêu dùng người ta có xu hướng là mua hàng từ những cái trang bán lẻ online hoặc là những cái kênh offline, thì cái kênh online thì đều là phát triển và tăng trưởng rồi, nhưng mà kênh offline thì sao, liệu có những hồi kết hay là thu hẹp hay là giữ nguyên hay là thế nào? Tôi nghĩ rằng là về cái thị trường bán lẻ Việt Nam thì đang vô cùng tiềm năng, đấy là tôi nghĩ thế, và tôi nhìn thấy xu hướng các nhà đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam đang tăng như vậy, tôi nghĩ là họ vào nhiều chắc họ nghĩ đúng. đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi cũng cho rằng là cái thị trường chúng ta sẽ nhìn thấy cái thị trường online và offline ấy, thì thị trường online nó sẽ rất phát triển, chúng ta nhìn sang Trung Quốc có thị trường mua bán online rất phát triển, nhưng bên cạnh đấy offline họ không hề thu hẹp, đúng không? Thì như vậy chúng ta có cái mà để tin rằng với cái văn hóa tiêu dùng của người Á Đông, đặc biệt những người Việt Nam và bây giờ, thì tôi sẽ thấy rằng là khi online phát triển những cái offline, để nói là online nó sẽ lấn át offline, tôi nghĩ trong trung hạn, ít nhất trong năm tới là đầu thì là chưa có cái câu chuyện đấy. Chỉ trừ phi sau đấy thì bắt đầu là công nghệ có thể nó phát triển đến một cái mức là chúng ta có thể dùng drone để mà giao hàng chẳng hạn, có người bấm phát một lúc sau đấy drone hiện ra ngoài kia mở cửa sổ đưa vào, chúng ta trả tiền bấm phát là nó lại quay được về, thì có thể lúc đấy thì chúng ta không dùng offline nữa, tức là nó phụ thuộc công nghệ. Nhưng mà với trình độ, với công nghệ như hiện nay thì tôi nghĩ là online sẽ phát triển, thì online cũng không thể. Em hỏi thêm sau cái này liên quan đến cái business của VNRec, thì em biết là gần đây là chính phủ Singapore đã cấp license cho 5 cái ngân hàng là triển khai cái pure digital bank, là ngân hàng hoàn toàn không có chi nhánh luôn. À, thì mà đối với sau cái đầu hoàn thành luôn nữa, thì VNRec của em là vì em không có banking, hạn chế khá nhiều,
thì dụ bây giờ nếu mà mình đã muốn xin hành nước là cấp cái chùa Digital Bank thì toàn cái cổ là được không? Tôi nghĩ là cái câu hỏi này thì phải hỏi đến ngân hàng nước chứ không phải chủ cái vụ trưởng thanh toán đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái hiểu biết của tôi thì tôi cho rằng là nó sẽ khá thách thức. Cái hành lang pháp lý chúng ta chưa có cái hành lang cách cụ thể cho cái kêu Digital Banking. Và hiện nay chúng ta đang thử nghiệm bắt đầu như là cái sandbox cho một số cái sản phẩm digital trong finance. Thì bên quá trình đấy là hiện nay đang có một số cái trở ngại nhất định. Thì tôi nghĩ là nếu mà bây giờ viên đấy mà phải đề cập đến vấn đề đấy thì tôi nghĩ là không phải là tôi, nhưng mà để mà cái quá trình đấy nó sẽ có thể là nó không thể nhanh. Bởi vì chúng ta đang phải chờ, chúng ta phải có một cái sản phẩm lý đủ mạnh thì mới cho phép để mà làm cái điều đó. Còn như khi nào mà chúng ta có hành lang pháp lý đủ mạnh rồi hoặc là chúng ta chưa có thì bây giờ chúng ta xây dựng. Mà bởi vì nhưng mà là cái ngành bank thì nó lại dở cái là nó quy định đấy là muốn là hoạt động thì có giấy phép, chứ không phải như những cái ngành khác. Cái ngành khác là được làm những gì mà pháp luật không cấm, đúng không ạ? Đây là con hưng nó là ông muốn làm nó phải có giấy phép. Bây giờ xin giấy phép thì bây giờ xin cái đấy thì cái này nó mới quá, bây giờ chưa biết là xử lý thế nào. Một loạt là cái vấn đề trong quản lý banking operation trong cái hoạt động đấy thì tôi nghĩ là sẽ rất là khó để chúng ta có thể nhanh đành này quá trình này. Nhưng nếu chúng ta không gặp vấn đề ngày hôm nay thì có thể là đã muộn, thì cũng nghĩ là một cái ý tưởng cũng hay để đặt ra thì để cho mọi người thấy để thúc đẩy quá trình này, nếu không thì mọi người cứ im lặng. Khi chúng ta nói đến hậu Covid-19, chúng ta thường nói đến là hiện tại nó có những bình và phương tiếp theo là bình. Thì hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là cái GDP năm nay của chúng ta đang là tăng trưởng rất là kém, và rõ ràng là ở đây vẫn là chẳng có với việc quan trọng đấy là chính phủ mình đang muốn là đẩy mạnh là cái GDP để cái đạt cái mức tăng trưởng nó phù hợp. Thì theo cái quy định, theo cái định hướng của hướng thì rõ ràng mình phải đẩy mạnh đầu tư một số các mảng nó mạnh lên để đảm bảo cái tăng trưởng GDP. Thì đó sẽ là những cái mà liên quan đến thông thường thì cái đấy nó sẽ nó cùng với cả việc gắn với cả việc mà cái chuyển đổi được cái chuỗi cung ứng sang. Thì như đó thì họ sẽ chính phủ sẽ tập trung vào đẩy mạnh cái logistics, hạ tầng logistics, tức là cơ sở hạ tầng. Thì đó là một cái mà hướng mà đầu tư công. Thứ hai nữa là cái xu hướng của chính sách thương mại thì khiến cho tức là cái khi Covid như này thì bắt đầu chúng ta lại đang thấy rằng là của chính sách thương mại thứ hai bắt đầu đang quay trở lại. Thì cái việc mà cái tiếp tục thúc đẩy cái xu hướng mà dịch chuyển, nhưng mà như cái câu chuyện hôm nay chúng ta đang bàn đó, thì đó là cái xu hướng thứ hai. Thì trong hai cái xu hướng đấy thì tôi cho rằng là cái mảng mà liên quan đến nhiều cái công nghiệp, cái mảng mà nó nhiều năng lực lao động, hai là những cái mảng mà liên quan đến cái xây dựng đó, thứ ba nữa là khi hay là những cái dạng như kiểu nhà máy, xưởng máy thì những cái dạng sắt thép vân vân. Thì tức là khi mà chúng ta chuyển dịch FDI mạnh lên thì rõ ràng là cái xu hướng là sắt thép rồi tôn rồi các loại nhà xưởng thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần nghĩ đến trong cái hậu Covid 19 theo cái team mà đầu tư công và chuyển dịch FDI. Cái team thứ hai đó là team về xu hướng online hóa, tức là chúng ta nhìn thấy rằng là ví dụ trước đây thì tôi chưa bao giờ thanh toán bằng chưa bao giờ mua hàng online, cũng như là đến đợt vừa rồi chúng tôi phải mua hàng online, thì đó là cái mà nó thúc đẩy cũng như là kích thêm một loạt những người mới mà sử dụng cái công nghệ mới fintech của nhân dân. Thì đấy là một cái xu hướng mà như cái anh nhìn vừa nói, đó là cái xu hướng mà bán lẻ online và mình lên ngôi trong thời gian tới. Thì những cái công ty mà được đang hưởng lợi trong cái quá trình mà online hóa đó, hay là những công ty mà được đang
đi cùng với lại những cái mảnh của nó, như kiểu là giao vận này, vận chuyển giao vận này, hay là fintech ở những công ty mà vừa rồi nhà nước mình cho phép, đó là kiểu như là mobile money. Đó là những cái mà nó sẽ được hưởng lợi đi cùng với cái team mà gọi là xu hướng online hóa và cái hạ tầng, do cái hạ tầng ICT của mình khá là mạnh như vừa chia sẻ đấy. Thì đó là những cái mà hai team mà tôi nghĩ rằng là trong một năm tới rất là tốt. Một đó là xu hướng mà những công ty về lĩnh vực bất động sản vân vân, thứ hai đó là ngành mà liên quan nhiều đến ICT. Như anh có chia sẻ thì sự chuẩn bị từ chỗ quốc sản Việt Nam thì những cái ngành phụ trợ cho hoạt động sản xuất sẽ được hưởng lợi, ví dụ như là ngành bất động sản công nghiệp, các cái lĩnh vực như là ngoài ra thì những cái lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu như là cảng biển, các cái cảng hàng không thì họ sẽ được xu hướng hưởng lợi trong trung hạn. Nhưng mà cái xu hướng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam thì chuyển dịch sản xuất để xuất khẩu sang Việt Nam. Ngoài ra thì ngoài những cái ngành như anh Tuấn đã chia sẻ thì anh cũng nhìn thêm một số cơ hội khác, những ngành khác, ví dụ như những ngành mà nó liên quan một chút đến các cái hàng hóa thiết yếu. Tại vì sao? Tại vì cái Covid ở này thì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý người tiêu dùng rất là mạnh. Nó cho thấy là cái gì là cái thiết yếu đối với cuộc sống của con người. Thì khi mà Covid qua đi, trong Covid khi mà đang diễn ra thì chúng ta có thể thấy là có những cái động thái, ví dụ như là các nước của họ tăng cường tích trữ lương thực chẳng hạn, hoặc là tích trữ lương thực thực phẩm. Thì đâu đó thì cái việc mà xuất khẩu những cái mặt hàng liên quan đến lương thực thực phẩm của Việt Nam sau Covid thì em thấy là cái xu hướng có thể sẽ phục hồi và tăng trưởng khá tốt, ví dụ như là xuất khẩu tôm, xuất khẩu cá tra, hoặc xuất khẩu những cái mặt hàng nông sản của Việt Nam vốn là Việt Nam có thế mạnh. Ngoài ra thì có xu hướng ngoài ra thì những cái ngành mà Việt Nam được hưởng lợi từ cái các cái hiệp định FTA, ví dụ như là tháng 7 tới đây thì mình khả năng là FTA sẽ bắt đầu được FTA Việt Nam với EU, thì đấy là cũng là mang đến những cái thứ cho các cái ngành nghề xuất khẩu chủ lực của Việt Nam khi mà xuất khẩu sang một số thị trường của FTA. Thì ví dụ như ngành điện tử hàng Việt Nam là cái ngành điện tử, máy tính điện thoại, đó là cái mặt hàng xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam vào cái ngành như là thủy sản, thủy gỗ, thì đấy là cũng là những cái ngành mà sẽ được hưởng lợi từ cái FTA thì khá nhiều. Thì nó xu nó sẽ là những cái ngành gì sẽ ngoài có mặt trừ của hưởng lợi từ việc là cái Covid qua đi thì nhu cầu phục hồi thì còn hưởng lợi từ cái ưu đãi của cái FTA mang lại. Từ đến trên góc độ tài chính cá nhân thì là ra là quan là đây là lần mà toàn cầu luôn và đặc biệt là Việt Nam, trước đây là khái niệm tài chính cá nhân nên là một khái niệm khá là mơ hồ. Thì lần này sau Covid chúng ta nhìn thấy những điều rất là rõ, mọi người nhìn thấy rất là xúc động, nhưng mà mình nhìn thấy là trên cái ASEAN gạo lắm chúng ta phải quan tâm đến cái chuyện là gạo, cân gạo nhìn thấy như thế nào. Bây giờ thì rất là rõ cân gạo, chúng ta cân gạo rõ và chậm ở đẳng cấp quốc gia, chúng ta quên luôn cái lịch sử năm 45 rồi, chúng ta chết đói. Thế là bây giờ chúng ta một lần nữa nhắc nhở cái sự là cái cơ bản của cuộc sống. Thì tài chính cá nhân thì thực ra chỉ mong muốn là mọi người qua lại nhìn là cái cốt lõi đi lên. Chúng ta không thể nào đầu tư chứng khoán khi mà hoặc là chúng ta không thể nào mang tất cả những gì chúng ta đang có đi đầu tư chứng khoán trong một cái đầu tư cùng gạo không có mang. Thì biết đấy, trong cái quá trình mong muốn là tất cả nhà đầu tư có thể xây dựng từ những cái nền tảng đi lên, bao gồm là cái quỹ
emergency để dùng cho nó lúc rủi ro đó là nó sẽ là cái ưu trí hai cái cơ bản. Sau đó thì mới đến đây là cho các mục tiêu mà chỉ ví dụ như là anh Lâm có thể có nói là về cho con, rất mừng là người Việt Nam có đầu tư cho con cổ phần chi rất là lớn. Thì tài chính ở góc độ tài chính cá nhân thì chúng tôi thấy là có một sự cũng có một sự chuyển dịch lớn. Tức là nếu mọi người để ý, tức là cái số lượng tài khoản đang trong mùa dịch, số lượng đăng ký tài khoản mới ở tại Vietnet Exchange rất là cao, 40% cho thị trường. Thì để thấy là mọi người cũng nhận biết là vấn đề đó lúc nào. Hy vọng thì Vietnet cũng mong là có thể đồng hành được hai chị đầu tư đến cái con đường sức khỏe tài chính cho đầu tư. Thì gọi là mình không đúng, nhưng mà gọi là thời điểm này là thời điểm vừa thì chúng ta vẫn có một cái xã hội vì những cái cố để thay đổi nhận thức. Thế thì nó cũng sẽ là hơi khác so với những trường hợp khác, nhưng mà chúng ta cũng hơi dừng lại một chút và chúng ta nhìn lại chúng ta tổ chức cái dịch vụ từ cái dịch vụ cơ bản đi lên. Hẹn gặp lại những nhà đầu tư và chúng ta sẽ